Thưa quý vị thính giả, CD này gồm có 6 câu chuyện, theo thứ tự sau đây. Linh mục Nguyễn Tất Hải nói về cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Câu chuyện thứ hai, các đằng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ ba, Đức Mẹ Maria giải thoát cho các linh hồn ở luyện ngục. Thứ bốn, đừng thất hứa, hãy giữ trinh khiết. Thứ năm, lời than thở của một linh hồn ở luyện ngục. Và thứ sáu, hãy cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Do nhóm thực hiện chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trình bày, quý vị có thể theo dõi các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.mẹmaria.org, mẹmaria.org. Hay quý vị có thể liên lạc về chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, California 714-265-1512, 265-1512. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Tất Hải, Dòng Chúa Cứu Thế, trong tháng 11 năm 2012. Ngoài hai nhà thờ xương mà tôi có dịp viếng thăm ở Âu Châu, còn có 6 nơi giữ xương người nữa. Đó là mồ xương ở Wamba, Tây Ban Nha, nhà thờ xương ở Hallstatt, nước Áo, nhà thờ xương thánh San Bernardino ở Milano, nước Ý, nhà nguyện xương của nhà thờ thánh Francisco tại Envora, nước Bồ Đào Nha, hầm mộ xương của các tu sĩ dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Palermo, nước Ý, và đặc biệt là hầm mộ xương ở thủ đô Paris của nước Pháp, có chứa xương của khoảng 6 triệu người, được gắn vào tường trong một hệ thống đường hầm dưới lòng đất, có tổng cộng chiều dài là 300 km. Lý do chính cho sự xuất hiện của các nhà thờ xương hoặc hầm mộ xương là do thiếu chỗ chôn cất, nên xương người chết trước phải được lấy ra để chỗ chôn cho người chết sau. Nhưng một điều chắc chắn là khi đến những nhà thờ xương như thế, cho dù là những hài cốt được sắp xếp nghệ thuật như thế nào, người viếng thế nào cũng có ý nghĩ rằng cuộc đời trần thế thật mong manh chóng qua. Ở một số nhà thờ xương, người ta có đặt những bảng viết nói lên về điều này, chẳng hạn như ở hầm mộ xương của dòng Francisco, nhánh Capuchin ở Roma, có để một bảng viết như sau: chúng tôi đã từng như các bạn, rồi một ngày kia các bạn cũng như chúng tôi thôi. Còn ở mộ xương Wamba, nước Tây Ban Nha, ngay tại lối vào, có một bảng đề những dòng chữ này: khi bạn thấy tôi, bạn sẽ thấy chính bạn. Mọi sự đều kết thúc như thế cả. Hãy nghĩ về điều này và bạn sẽ không sa vào tội lỗi. Riêng tại nhà thờ xương ở Elvora, nước Bồ Đào Nha, có một bài thơ của một linh mục được đặt ngay ở lối ra vào có đoạn như sau: hỡi khách lữ hành, sao bạn vội vã đến thế? Hãy dừng bước. Bạn không có mối bận tâm nào lớn lao hơn điều này. Đó là bạn hãy nhớ lại có biết bao nhiêu người đã từ giã cõi đời này, và bạn hãy suy nghĩ về sự kết thúc tương tự cho chính bạn. Bạn hãy suy nghĩ xem có phải bạn có rất nhiều nỗi ưu tư, nhưng bạn lại ưu tư rất ít về cái chết. Nếu bạn có dịp nhìn qua nơi này, bạn hãy dừng lại. Bạn càng dừng lâu, bạn sẽ tiến xa hơn trên hành trình của bạn. Để diễn tả sự chóng qua của kiếp người, trong Kinh Thánh cũng có những đoạn như sau: tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Thánh Vịnh 90 đoạn 10. Hoặc ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu. Thánh Vịnh 144 đoạn 4. Vì thế điều quan trọng là khi nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc sống, thì con người phải học được sự khôn ngoan
để rồi có thể sống đẹp, sống có ý nghĩa, và nhất là để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Thánh Vịnh 90-12. Tháng 11 này, khi suy nghĩ về sự chết và cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta hãy có những chọn lựa sống khôn ngoan, hợp với thánh ý Thiên Chúa, để rồi sau khi từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ hưởng được sự sống đời đời. Một cách đơn giản, chúng ta hãy sống với những đức tính mà Thánh Phaolô có nhắc đến trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5. Đó là bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nhục, quảng đại, nhân hậu, từ tâm, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ, thanh khiết. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục, và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục. Cha kết luận bài giảng như sau: tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần. Vì đang ở xa gia đình, tin buồn khiến tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt thân phụ từ chính tay tôi, đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn. Vào ngày tôi thụ phong linh mục, trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất, đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây, cùng với tư tưởng này khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, cầu cho linh hồn thân phụ quá cố, tôi có cảm tưởng không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi thoa dịu, rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát thân phụ khỏi chốn luyện hình, và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà thân phụ hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là một việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa. Câu chuyện thứ hai nhấn mạnh đến giáo lý về sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan, tạm gọi Patrick, theo tin lành Luther, vừa mất hiền huynh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái ra đi đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ hiền huynh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý tin lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với Patrick: bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đẳng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ từ nay thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho hiền huynh. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận: niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người.
Câu chuyện thứ ba minh chứng sự trợ giúp hữu hiệu của các đẳng linh hồn. Một phụ nữ công giáo đạo đức người Pháp kể lại như sau. Từ mấy năm nay tôi mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Thể xác tôi khô héo và cuộc sống trở thành một cực hình. Tôi chỉ biết nằm chờ chết. Tôi đi hết bác sĩ này đến bác sĩ kia, những vị nổi tiếng chuyên môn. Nhưng rồi tiền mất tật mang. Thấy không còn có thể hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị thế trần. Tôi hướng về các đẳng linh hồn, kêu xin các ngài trợ giúp, bởi vì hơn ai hết, các ngài hiểu rõ mầu nhiệm đau khổ. Nhân sắp đến tháng 11 là tháng dành riêng cho các đẳng linh hồn. Tôi liền quyết định dành trọn tháng 11 để làm các việc đạo đức với ý chỉ nhường lại và cầu nguyện cho các ngài. Cha mẹ tôi cùng với nhiều người thân quen đạo đức cũng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho và cầu nguyện với các đẳng linh hồn. Cứ mỗi buổi tối mọi người tụ họp trong phòng tôi trước bức ảnh thánh cả Giuse, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện với hai ý chỉ. Thứ nhất là cầu cho các đẳng linh hồn sớm ra khỏi chốn luyện hình. Thứ hai cầu cho tôi được lành bệnh. Sau tuần lễ đầu tiên tôi cảm thấy sức khỏe khá dần. Cho đến cuối tháng, vào ngày 30 tháng 11, tôi có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Thật là điều tuyệt diệu. Bệnh tật hoàn toàn biến mất, không để lại một dấu vết. Tôi vô cùng sung sướng và lòng tràn ngập tâm tình tri ân. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân lành và tiếp tục cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque là nữ tu dòng thăm viếng ở Paray-le-Monial, nước Pháp, dòng các nữ tu thăm viếng do Thánh Francisco de Sales thành lập. Thánh nữ Marguerite Marie được Đức Chúa Giêsu tỏ bày trái tim cực thánh của Ngài, trái tim hằng bừng cháy ngọn lửa dạt dào yêu thương nhân loại. Đức Chúa Giêsu chọn thánh nữ làm vị tông đồ dấu ái của trái tim cực thánh Ngài. Ngài muốn thánh nữ loan báo cho toàn thế giới biết những kỳ công của tình yêu Ngài, những kín ẩn không thể giải thích được của trái tim cực thánh Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với thánh nữ Marguerite Marie Alacoque, đây là trái tim từng nồng nàn yêu thương loài người. Năm 1685, cha François Rollin, dòng tên và là cha linh hướng, truyền cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque tự viết lại cuộc đời. Vâng lời cha linh hướng, thánh nữ viết cuốn tự thuật. Trong cuốn này, thánh nữ kể lại chuyện một linh hồn nơi luyện ngục, xin thánh nữ cầu nguyện, hy sinh cho mình, chóng thoát khỏi lửa luyện hình. Một lần kia, nhằm ngày lễ trọng kính mình máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, khi con đang quỳ chầu thánh thể thì bỗng chốc, một người xuất hiện trước mắt con, toàn thân là khối lửa cháy bừng bừng. Sức nóng tỏa ra và xuyên thấu vào người con, khiến con có cảm giác mình cũng bị đốt cháy. Người này cho con thấy đang ở trong lửa luyện hình, và tình trạng thê thảm của người này khiến con cảm thương và khóc ròng. Tiếp đến, người này cho con biết, Ngài là linh mục, tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức. Cha đã có lần giải tội cho con, và ra lệnh cho con được phép rước lễ. Chính vì việc lành này mà Chúa thương ban cho cha đặc ân, ngỏ lời với con, xin con thoa dịu nỗi khổ Ngài đang chịu trong lửa luyện hình. Ngài xin con, trong vòng 3 tháng trời, bằng lòng nhường lại cho Ngài mọi việc lành phước đức và những hy sinh, bằng lòng chịu đau khổ. Con liền xin phép mẹ bề trên, sau khi được mẹ bề trên ưng thuận, con hứa với Ngài bằng lòng làm mọi sự theo lời Ngài xin. Vị linh mục cho con biết 3 lý do khiến Ngài phải chịu đau khổ nặng nề. Thứ nhất, tự coi trọng quyền lợi riêng hơn tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, bằng cách quá chú tâm đến lời khen tiếng chê, giả trá của người đời. Thứ hai, lỗi đức công bằng đối với các anh em cùng dòng. Thứ ba, quá quyến luyến các tạo vật, yêu thương tha nhân với tình cảm thuần túy tự nhiên, và ưa kể chuyện tầm phào trong các cuộc nói chuyện thiêng liêng. Điều này làm mất lòng Chúa rất nhiều. Con không thể nào kể ra cho hết
diễn tả cho trọn mọi nỗi thống khổ con phải chịu trong vòng 3 tháng trời, theo lời con hứa với vị linh mục, bởi vì vị linh mục luôn theo sát con, không rời con giây phút nào. Thêm vào đó, bởi vì toàn thân Ngài giống như khối lửa, nên con phải chịu đau đớn cách thống thiết và nước mắt cứ liên tục chảy ra ròng ròng. Thấy tình cảnh của con như thế, mẹ bề trên thật động lòng cảm thương con. Mẹ truyền cho con phải làm việc hãm mình đền tội lành thánh, nhất là việc tuân giữ kỷ luật, bởi vì nỗi đau đớn và thống khổ bề ngoài chị em gây cho con phải chịu vì đức bác ái, làm nhẹ bớt những nỗi đau khổ khác rất nhiều. Và sự thánh thiện về tình thương này ghi dấu trong con, giống như một mẫu hàng nhỏ về những gì nó làm cho các linh hồn phải chịu đau khổ trong lửa luyện ngục. Sau khi tròn 3 tháng, con thấy lại vị linh mục này, nhưng dưới một hình ảnh khác, dáng điệu đầy tràn niềm vui và vinh quang. Ngài ra đi vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không quên cảm ơn con và hứa với con, Ngài sẽ bảo trợ con trước mặt Chúa. Nhưng con lại ngã bệnh, và vì nỗi đau khổ của con chấm dứt cùng lúc với các đau khổ của Ngài, nên con được khỏi bệnh ngay sau đó. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn luyện ngục. Năm 1884, Đức cha Bouguer thành lập hội Phật tử tại Chapelle, Mont-Ligion, Trung Pháp. Hội Phật tử có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi, các linh hồn mồ côi được mau giải thoát khỏi lửa luyện ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, Hội Phật tử được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 nâng lên hàng tổng hội. Rất nhanh sau đó, Hội Phật tử được truyền bá khắp thế giới. Không quốc gia nào lại không biết đến hội. Mỗi quốc gia có hàng ngàn thành viên. Báo chí, tác phẩm của hội viết bằng tiếng Pháp được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có nhiều thành viên nhiệt thành trong khắp Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, toàn châu Mỹ và ngay cả miền cận đông nữa. Hội Phật tử có trụ sở tại Đền Thánh Đức Mẹ Mont-Gideon. Đền Thánh được cung hiến ngày 28 tháng 8 năm 1928 dưới danh hiệu Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi luyện ngục. Bức tượng tôn kính trong Đền Thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu đang cúi xuống đội triều thiên cho linh hồn của một tín hữu vừa được giải thoát quỳ dưới chân Đức Mẹ về phía bên phải. Tín hữu đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn mẹ. Dưới chân Đức Mẹ về phía bên trái là hình linh hồn của tín hữu, còn bị giam cầm, đang ngồi hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu ngước mặt van lơn nhìn Đức Mẹ. Bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê-xu được đội triều thiên ngày 19 tháng 9 năm 1935. Thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio thứ 11. Hai năm sau, ngày 12 tháng 7 năm 1937, Đức Hồng Y Giugino Pasoli, quốc vụ khanh tòa thánh, sau này sẽ lên ngôi giáo hoàng với tên gọi là Pio thứ 12, đến Montigion, quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện tội. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio thứ 12 chấp nhận tước hiệu vị bảo trợ hội Phật tử. Đức giáo hoàng Chân Phước Gioan 23 ghi tên gia nhập hội Phật tử từ năm 1929. Đức giáo hoàng Phaolô đệ lục ban phép lành tòa thánh cho hội Phật tử và cho tất cả thành viên của hội. Ngày 20 tháng 5 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên hội Phật tử. Mỗi khi đọc lời nguyện sau đây, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục dâng lên Đức Mẹ Montigion, tức là Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đừng Thất Hứa, Giữ Trinh Thiết qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại Đan Viện Tín Cát Minh Chúa Ba Ngôi ở Munich, nước Đức, nữ tu Anne Joseph de Jesus Lima chút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau là năm 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra, lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị Anne Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi là Marie Anne Linh Mê. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn các linh hồn hiện về xin chị ăn chay hãm mình đền tội và cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích dịch một đoạn trong nhật ký của chị. Từ vài năm qua, con nhận dấu hiệu từ các đẳng linh hồn bằng nhiều cách thức khác nhau. Thể theo đà con tiến tới trong đàng nhân đức, con luôn luôn xin Chúa đừng để chuyện này xảy ra, sợ rằng quỷ dữ có thể xen vào và lừa gạt con chăng. Cứ mỗi lần con nghi ngờ về điều gì, con khẩn khoản van xin Thiên Chúa trợ giúp. Con cũng kêu cầu Chúa đừng dẫn con đi trên các nẻo đường, xem ra khó hiểu đối với cha linh hướng, đồng thời trở nên nguy hiểm cho con. Mối liên hệ chặt chẽ với các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình bắt đầu ngay sau khi thân phụ con qua đời. Một thiếu nữ tên Mary Perche nhắn người nói với con rằng cô rất tin tưởng nơi con và ước ao hầu chuyện với con. Tuy nhiên cô đau nên không thể đến tận nhà gặp con. Cho đến lúc ấy con không có liên hệ thân tình nào với cô. Trước đó con nghe nói cô muốn gặp con, nhưng bị thân mẫu cản ngăn vì bà mẹ sợ con lôi cuốn con gái bà vào đường quá đạo đức hoặc vào đời sống tu dòng. Sau khi mẹ cô qua đời, cô Marie Perche tiếp tục cuộc sống đức hạnh, đáng nêu gương cho các thiếu nữ đồng tuổi. Cô cũng đính hôn với chàng trai tên là Hofnagel. Con nhờ người cáo lỗi với cô Mary Perche, con không thể đến thăm cô trước khi đám tang ba con hoàn tất. Nhưng con hứa sẽ đến thăm cô ngay trong tuần lễ ấy, thế là vào ngày thứ Bảy 25 tháng 11 năm 1690, nhằm lễ Thánh Catarina Trinh Nữ, con đích thân đến thăm nhà cô Mary Perche. Cô thẳng thắn trò chuyện và xin con cầu nguyện cho cô được chết khi vẫn còn giữ mình trinh khiết. Ba hôm sau, vào ngày 28 tháng 11, sau khi thu xếp mọi chuyện phải làm và lãnh nhận đầy đủ các bí tích, cô Marie Perche chút hơi thở cuối cùng. Vừa nghe tin con thật sự kinh hoàng, tuy nhiên con không bao giờ tưởng tượng được rằng cô sẽ đến nhà con sau khi cô chết. Do đó mặc dầu trông thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện vô hình của cô, con vẫn không để ý, nên không đặc biệt cầu nguyện cho cô. Vài hôm sau, nhằm ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, lúc đang đọc kinh chiều trước ảnh Đức Mẹ trong phòng, con bỗng nghe tiếng nói lớn, hãy cầu nguyện cho em. Con có cảm tưởng như nghe một bản thánh ca cầu hồn, rồi cô quạt gió lạnh vào mặt con và kéo áo con. Sau đó khi con cầm đèn dầu đi lại trong nhà, con như thấy một bóng người đi trước mặt con, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nào về chuyện các đẳng linh hồn hiện về, con không hề nghĩ ngợi gì. Phải đợi mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1690, vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, con mới bắt đầu hiểu đầu đuôi mọi sự, số là vào dịp lễ Đức Mẹ. Con có thói quen thức dậy thật sớm và đi tham dự thánh lễ lúc 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi sáng. Một mình con xách đèn dầu đến nhà thờ. Khi tới đường gọi là lối đi các cha dòng Cát Minh, con bỗng trông thấy một người mặc áo trắng đi trước mặt con. Người này có vóc dáng giống như cô Marie Perche. Rất may con vẫn không nghi ngờ gì. Nếu không chắc con sẽ sợ đến chết đi được. Bóng trắng cứ đi trước con suốt trọn con đường dẫn đến nhà thờ các cha dòng tên. Tại đây, lúc con muốn giơ đèn xem tỏ mặt ai đi trước mặt mình, thì bóng trắng biến mất. Chỉ khi vào đến nhà thờ, lúc quỳ cầu nguyện, con mới hồi tâm lại và hiểu rằng bóng trắng ấy không ai khác hơn là linh hồn cô Marie Perche. Tối hôm ấy,
con nghĩ về cô Mary Peche với nhiều thương yêu, trìu mến khi quỳ gối cầu nguyện trước ảnh Đức Nữ Trinh, rất thánh Maria. Con tha thiết thưa, nếu quả thật vì vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của linh hồn, xin linh hồn hãy đến và cho biết danh tánh, hầu tránh cho con khỏi bị lầm lẫn. Vậy là chính hôm ấy, đúng nửa đêm, một linh hồn xuất hiện. Con có cảm giác bị một người lấy ngón tay nóng như thiêu, giống mũi kim đốt trong lửa, đè lên chân con. Con đau đớn như thể chân con bị bỏng. Con liền trỗi dậy và đến quỳ trước bàn thờ. Ngay lúc ấy, Thiên Chúa đưa con vào trạng thái không còn làm chủ được, nhưng vẫn tỉnh táo. Tình trạng ấy diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Con được chỉ cho xem thấy những gì còn thiếu sót nơi linh hồn cô Mary Peche. Con cũng hiểu rằng, linh hồn này được gọi sống bậc đồng trinh, nhưng lại đính hôn. Đó là lý do khiến Thiên Chúa đưa linh hồn ra khỏi thế gian sớm như vậy. Bởi vì, linh hồn phải chết trong bậc đồng trinh. Con không bao giờ tưởng tượng rằng, bên kia thế giới, người ta lại tỏ ra khe khát đến như thế. Không, không ai có thể hiểu điều đấy. Nhưng nhờ linh hồn giải thích rõ ràng con mới hiểu được. Nếu không, có lẽ con không thể nào tin những điều ấy. Đúng thế, con không hiểu sai. Chính bà mẹ cô Mary Peche hiện về đêm hôm sau đã khẳng định những điều trên. Bà ta đút chân con còn đau đớn hơn con gái bà nhiều. Con phải quỳ cầu nguyện bên cạnh bà suốt trong 3 tiếng đồng hồ và ghi lại những gì còn thiếu sót nơi linh hồn bà. Con được tỏ cho hiểu rằng, chính bà mẹ cô Mary Peche cũng bị chết sớm chỉ vì đã làm mọi cách để ngăn cản con gái chọn đời sống tu dòng. Rồi cũng chính vì lý do đó mà bà phải chịu nhiều đau đớn trong lửa luyện hình. Linh hồn còn cho con biết những lỗi bà phạm trong khi ăn uống quá độ, không biết kềm hãm tính mê ăn uống. Ngoài ra, lúc còn sống, bà không thích làm việc bố thí, nên bà nói với con rằng chồng bà sẽ gửi cho con ít tiền và xin con phân phát cho người nghèo trong vùng. Số tiền này đến tay con thật, linh hồn bà khiến con phải trả giá rất cao. Vì bà, con phải ăn chay phạt sắc bằng bánh mì khô và nước lã. 4 tuần lễ sau, con vẫn còn nhìn thấy vết cháy bỏng trên bàn chân con, bởi vì hình dạng bàn tay và ngón tay bà chạm trên chân con vẫn còn dấu rõ ràng. Càng được an ủi khi trông thấy hai linh hồn hiện về bao nhiêu, con càng phải trả giá cao cho hai linh hồn ấy bấy nhiêu. Khi con đền bù tất cả những gì còn thiếu sót nơi hai linh hồn, cả hai mẹ con hiện về trong phòng con một lần nữa. Đêm ấy là 13 tháng 12 1690, lễ kính thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Con nghe tiếng hát tuyệt diệu bản thánh ca, trích từ Thánh Vịnh 122. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc của Chúa, chảy hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel, cũng như đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mái an ninh. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc. Hỡi thành đô, nghe tiếng hát lòng con dâng lên một niềm vui khôn tả. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lời than thở của linh hồn luyện ngục. Câu chuyện do Thánh Bridget Thụy Điển kể lại cho họ hàng người quá cố. Đó là lời than thở của một linh hồn nơi lửa luyện ngục.
Thiên Chúa nhân lành cứu em thoát khỏi hỏa ngục. Thế nhưng em bị rơi xuống đáy luyện ngục, nơi em phải chịu hình khổ thật dữ dằn khủng khiếp. Cái đầu em lúc trước thích trang điểm bằng các thứ phù hoa, giờ đây bị ngọn lửa diêm sinh thiêu đốt cả bên trong lẫn bên ngoài. Đôi vai và hai cánh tay em lúc trước cởi trần để phô bày cho thiên hạ chiêm ngắm, giờ đây phải mang dây xích khổng lồ, nóng bỏng, nhức buốt. Đôi chân em ngày trước trang điểm để nhảy nhót, giờ đây chúng bị các con rắn độc bao quanh và không ngừng cắn hút. Toàn thể các phần thân thể em ngày xưa mang các thứ đồ trang sức, vòng vàng, xuyến ngọc, kim cương, đủ loại thì giờ đây vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa nóng tột cùng, vừa bị cống lạnh giá buốt thật khủng khiếp. Sau khi nghe thánh nữ Bridget Thủy Điển kể lại lời than thở của linh hồn họ hàng quá cố, xưa từng sống xa hoa đài cát, hưởng nếm đủ mọi thứ phù vân giả tạo, người bà con còn sống hồi tâm thống hối. Bà dứt khoát từ bỏ ngay cuộc sống nhung lụa phù phiếm, bà bắt đầu sống chay tịnh hãm mình và dùng thời giờ để liên lỉ cầu nguyện. Bà khẩn nài Thiên Chúa nhân lành tha thứ tội lỗi cho bà, cùng lúc bà xin đền tội thay cho linh hồn người bà con quá cố đang phải chịu hình khổ đau đớn tột cùng nơi lửa luyện ngục. Câu chuyện thứ hai xảy ra nơi miền Trung nước Đức, dân làng sống ở vùng Worm kể lại rằng, cứ sau nửa đêm người ta trông thấy đông đảo binh lính cầm khí giới chạy rảo qua đồi cao và thung lũng. Người thì đi bộ, kẻ thì cưỡi ngựa, giống y như thể một trận chiến khủng khiếp sắp diễn ra. Lời kể của dân làng được các tu sĩ đan viện Limbo ở gần đó xác nhận, bởi lẽ hàng đêm đan viện bị khuấy động bởi các tiếng ồn ào do các binh lính gây ra, nhưng chỉ gây ra vào ban đêm, còn ban ngày thì biến đâu mất. Sau cùng, cha bề trên đề nghị các đan sĩ hiệp ý cầu nguyện để chuẩn bị một biến cố quan trọng. Thật vậy, một hôm vào chính giữa đêm, cha bề trên tay cầm thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô giơ thật cao, dẫn đầu đoàn rước các đan sĩ tiến ra nơi các binh lính thường xuất trận vào ban đêm. Khi hai bên đối diện nhau, cha bề trên trịnh trọng cất tiếng hỏi, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, xin nói cho chúng tôi biết quý vị là ai và làm gì lúc sinh thời ở nơi đây. Một người trong nhóm trả lời, chúng con là linh hồn của vô số binh lính tử trận nơi chiến trường, trong khi phục vụ dưới quân kỳ của hai triều vua. Thân xác chúng con được chôn tại đây, và linh hồn chúng con đang làm việc đền tội nơi chúng con đã phạm nhiều lỗi lầm thiếu sót. Tiếng động của khí giới và tiếng ngựa chạy lúc trước từng là dịp cho chúng con phạm tội, thì nay trở thành dụng cụ gây khổ hình cho chúng con. Nhưng Thiên Chúa nhân lành cho phép các ngài nghe thấy, hầu các ngài giúp làm giảm bớt hình phạt cho chúng con. Mắt trần của các ngài không trông thấy lửa luyện hình đang vây bọc và thiêu đốt chúng con, nhưng ngọn lửa này quả thật là khủng khiếp, vượt ngoài mọi sức tưởng tượng của các ngài. Thiên Chúa nhân lành cho phép các ngài nhìn thấy chúng con, để các ngài giúp đỡ chúng con. Các việc ăn chay hãm mình phạt xác của các ngài và kinh nguyện của các ngài, nhưng nhất là các thánh lễ các ngài tham dự và rước lễ, là những việc lành đạo đức có sức mạnh giải thoát chúng con khỏi ngọn lửa khủng khiếp đang thiêu đốt chúng con. Sau lời nói của người đại diện, toàn thể linh hồn các binh lính đồng loạt kêu lớn tiếng, xin tất cả cầu nguyện cho chúng con, xin cha bề trên hãy cầu nguyện cho chúng con. Ngay lúc ấy đoàn người đông đảo biến mất, chỉ còn lại các ngọn đồi như có lửa đốt, cháy sáng rực, trong khi đó các đan sĩ kinh hoàng và xúc động lặng lẽ trở về đan viện cùng với cha bề trên. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Bà Maria Agatha Sima sinh ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Sontag, nước Áo, trong một gia đình nghèo thật nghèo. Maria Agatha là con thứ hai trong số 8 người con. Vì gia cảnh quá nghèo,
tất cả các anh em của Maria Agata đều phải làm việc ngay từ khi tuổi còn thơ. Con trai thì làm thuê làm mướn, con gái thì giữ trẻ cho các gia đình giàu. Từ lúc nhỏ, Maria Agata tỏ ra là một cô bé đạo đức chuyên cần, theo học các buổi dạy giáo lý trong giáo xứ. Cô bé cũng có lòng đặc biệt thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agata cầu nguyện và hy sinh hãm mình, lãnh nhận các ân xá cho các linh hồn. Tâm tình yêu mến giúp đỡ các đẳng linh hồn, một phần lớn mà Maria Agata nhận lãnh là từ hiền mẫu. Bà Eloisia nói với các con rằng, khi các con muốn xin một điều gì quan trọng, các con hãy nhờ các linh hồn nơi luyện ngục cầu xin dùng các con. Chắc chắn các con sẽ nhận được điều các con cầu xin. Lớn lên, Maria Agata ước ao dâng mình cho Chúa trong tu viện. Cô thử vào dòng 3 lần, nhưng cả 3 lần đều thất bại. Cuối cùng cô phải từ bỏ ý định, một phần vì gia cảnh quá nghèo, phần khác vì sức khỏe quá yếu kém. Từ đó dù phải sống giữa đời, Maria Agata quyết định giữ mình trinh khiết vì lòng yêu mến Đức Mẹ Maria và vì lòng thương xót các linh hồn nơi lửa luyện ngục. Maria Agata giúp đỡ các linh hồn bằng nhiều cách, bằng lời cầu nguyện, bằng các hy sinh đền tạ và bằng việc cổ võ cầu nguyện cho các linh hồn. Có lẽ chính vì các việc lành mà Thiên Chúa chọn bà Maria Agata làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Bà Maria Agata Sima kể, năm 1940, lần đầu tiên một linh hồn nơi luyện ngục hiện về với tôi vào một đêm khuya, nghe tiếng một người đi lại trong phòng, tôi bỗng giật mình thức giấc. Tôi mở mắt nhìn xem ai là người đang đi lại trong phòng mình. Tôi có tính gan dạ, không sợ hãi bất cứ người nào. Nhìn kỹ tôi thấy một người đang chậm chạp đi lại trong phòng. Tôi lấy giọng cứng cỏi hỏi gằn từng tiếng. Làm sao mà ông lại vào được phòng này? Ông mất cái gì? Ông tìm cái gì? Người lạ ra như không thấy trả lời, cứ tiếp tục đi lại trong phòng. Tôi tức tối hỏi tiếp, ông làm cái gì vậy? Thấy người lạ không thèm trả lời, tôi tức giận nhảy ra khỏi giường, nhảy chồm tới định đấm vào người ông. Nhưng tôi chỉ đánh vào khoảng không, không có bóng dáng ai trong phòng cả. Tôi trở về giường, thì cùng lúc đó tôi nghe tiếng người đàn ông đi đi lại lại trong phòng. Tôi thắc mắc tự hỏi, lạ quá, mình thấy rõ ràng ông này, nhưng tại sao mình lại không đấm được vào người ông ta? Không chịu thua, tôi ra khỏi giường, tiến chậm chậm về phía người đàn ông, định chặn bước ông đi, nhưng một lần nữa tôi chạm phải khoảng không trước mặt. Tôi trở vào giường, lòng hoang mang, lúc ấy khoảng 4 giờ sáng, người đàn ông không xuất hiện nữa, nhưng tôi không tài nào chợp mắt. Sáng hôm sau khi tham dự thánh lễ, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cha linh hướng nghe. Cha vắn tắt giải thích cho tôi rằng, nếu còn xảy ra câu chuyện tương tự như vậy, thì con đừng hỏi ông là ai, nhưng chỉ hỏi ông muốn tôi giúp gì. Quả thật, đêm sau, người đàn ông lại xuất hiện. Nhớ lời cha linh hướng dặn, tôi cất tiếng hỏi, ông muốn tôi làm gì cho ông? Ông ta trả lời, xin dâng 3 thánh lễ cầu cho tôi, và tôi sẽ được giải thoát. Tôi lại nói với cha linh hướng, và cha giải thích cho tôi hiểu đó là chính linh hồn hiện về từ lửa luyện ngục. Cha cũng cẩn thận khuyên tôi đừng bao giờ loại trừ một linh hồn nào. Trái lại, hãy quảng đại chấp nhận mọi hy sinh để cứu vớt các linh hồn nơi lửa luyện ngục, giúp các ngài sớm về hưởng nhan thánh Thiên Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh câu chuyện nói về các linh hồn
cảm nghiệm của một vị linh mục được các linh hồn hiện về để xin cầu nguyện. Minh Yến xin gửi đến quý vị bài suy niệm Lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy. Linh mục Francesco Gonzaga là tu sĩ Francisco và sau đó được chỉ định làm giám mục giáo phận Mantova ở miền Bắc nước Ý. Ngài chào đời ngày 31 tháng 7 năm 1546 và qua đời ngày 11 tháng 3 năm 1620. Trong một tác phẩm của Ngài, Đức cha Francesco Gonzaga kể lại câu chuyện sau đây. Nơi tu viện Thánh Francisco ở quần đảo Canary nằm trong Đại Tây Dương, thầy Giovanni de Via lâm trọng bệnh rồi qua đời. Thầy nổi tiếng là tu sĩ đạo đức. Trong cùng tu viện có thầy Asensio, tu sĩ cao niên và là y tá từng chăm sóc thầy Giovanni. Thầy Asensio đang tiến xa trên đường thực hành các nhân đức anh hùng. Một hôm thầy Asensio quỳ cầu nguyện thật sốt sắng cho linh hồn thầy Giovanni quá cố. Bỗng thầy thấy xuất hiện một tu sĩ Francisco cùng dòng, tỏa ánh sáng rạng ngời, khiến cho căn phòng như chìm vào một nét đẹp dịu dàng. Trong phút giây ngỡ ngàng và vô cùng hoan hỷ, thầy Asensio không nhận ra tu sĩ đang đứng trước mặt là ai, nhưng không dám hỏi tên. Thế rồi hình ảnh biến mất để xuất hiện lần thứ hai. Mãi đến lần thứ ba thầy Asensio mới dám cất tiếng hỏi: "Nhân danh Chúa, xin cho biết Ngài là ai và tại sao Ngài đến?" Người quá cố trả lời: "Tôi là linh hồn thầy Giovanni de Via. Tôi hiện về để chân thành cảm ơn về những kinh nguyện thầy sốt sắng dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng vui mừng báo tin cho thầy biết rằng, nhờ lòng từ bi Chúa thương xót, tôi đang ở trong nơi được cứu rỗi, giữa những người may mắn được tuyển chọn để hưởng phúc vinh quang. Như các tia sáng tỏa ra từ thân xác tôi mà thầy trông thấy đấy, tuy nhiên tôi vẫn còn ở trong tình trạng bị phán xét là chưa xứng đáng chiêm ngắm diện đối diện với Thiên Chúa nhân lành của tôi. Lý do là vì xưa kia trong đời sống trên trần gian, tôi đã cố tình quên lãng việc phải đọc kinh thần vụ cầu cho người quá cố đúng theo như luật dòng bắt buộc. Chính vì thế mà hôm nay tôi đến van xin thầy, nhân danh tình bạn chân thành thầy vẫn dành cho tôi, cũng như nhân danh tình yêu tha thiết thầy đặc biệt dành cho Đức Giêsu Kitô, xin thầy hãy đọc các kinh thần vụ này một cách hết sức sốt sắng với ý chí đền bù thay cho tôi, có như thế tôi mới được hồng phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa nhân lành của tôi." Thầy Asensio vội vàng chạy đi gặp thầy canh cửa tu viện và kể lại biến cố vừa xảy ra. Thầy canh cửa nghĩ ngay rằng có lẽ nên quy tụ tức khắc các anh em tu sĩ trong cộng đoàn lại để cùng nhau đọc kinh thần vụ cho người quá cố. Sau khi cộng đoàn đọc xong kinh, thầy Asensio lại trông thấy thầy Giovanni de Via hiện ra, và lần này với ánh sáng lộng lẫy chói chang hơn. Thầy Giovanni vô cùng tri ân và loan báo mình đã được hưởng toàn vẹn niềm hạnh phúc thiên đàng. Thầy Modestino cùng sống vài năm với cha Thánh Pio kể lại như sau: "Năm 1945, tôi đến sống tại tu viện ở San Giovanni Rotondo để chăm sóc và được ở cạnh cha Pio một chút. Tôi luôn luôn tìm cách lắng nghe các lời khuyên bảo khôn ngoan của cha Pio để giữ lấy trong lòng, hầu sinh ích lợi cho đời sống thiêng liêng của tôi. Một hôm cha Thánh Pio từ nhà nguyện đi ra, sau buổi chầu thánh thể ban chiều, tôi liền tháp tùng ngài về phòng. Tôi bỗng bất ngờ đặt câu hỏi với cha Pio: "Thưa cha nghĩ gì về lửa trong luyện ngục?" Cha Pio trả lời ngay: "Nếu Thiên Chúa nhân lành cho phép một linh hồn trong luyện tội được chuyển từ lửa trong luyện ngục sang lửa đang cháy bừng bừng nơi trần gian này, thì cũng giống y như thể là
chuyển từ nước đang sôi sùng sục sang dòng nước mát mà thôi. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Châu Diên, Giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúng ta ai cũng có những người thân yêu đã qua đời, hãy cầu nguyện cho họ sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Bà Virginia Johnson kể chuyện con trai bà. Tôi mua cho đứa con trai 14 tuổi, Ronald Johnson, một chiếc nhẫn. Trên đó có ba chữ RGJ. Tôi cũng muốn mua một cái giống như vậy cho chồng tôi, Howard Rooney, đeo ngay vào tay. Cậu nói, cảm ơn mẹ, và ôm tôi thật lâu. Từ đó, cậu không bao giờ lấy nhẫn ra. Rooney là đứa con trai thật tuyệt vời. Cậu rất thích thể thao, nhưng cậu cũng chơi piano, nhạc Beethoven. Cậu không ngại choàng ôm tôi trước người khác. Cậu rất hãnh diện khi được học bổng football của Wichita State. Rồi một buổi chiều trong tháng 10, một người bạn đến cửa nhà tôi, nói rằng cô ta xem trên TV chiếc máy bay chở đội banh của Ronnie bị tai nạn rớt xuống núi Colorado. Xác Ronnie là một trong những xác người ta tìm thấy, nhưng không thấy chiếc nhẫn của Ronnie. Chúng tôi không quên kể những ngày kinh hoàng đó. Vicky, em của Ronnie, hay hỏi điều gì xảy ra với chiếc nhẫn của Ronnie. Có nhiều khoảnh khắc tôi nhớ Ronnie và cảm như Ronnie đang ở với tôi. Nghe thấy tiếng của Ronnie, tôi quay lại và nhìn Ronnie. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi nhìn thấy Ronnie. Chồng tôi tháo nhẫn tôi mua cùng lúc với nhẫn cho Ronnie và bỏ vào hộp trước gương. Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đơn côi đó, tôi đều khóc. Thương nhớ đứa con không còn nữa. Cả chiếc nhẫn của nó cũng biết ở đâu. Không biết tại sao, không thấy chiếc nhẫn của Ronnie lại làm tôi buồn vậy. Một ngày hơn 10 năm sau, khi Ronnie qua đời, một người gọi điện thoại đến. Người đàn bà đầu dây bên kia nói, tôi đến chỗ máy bay gặp tai nạn trên núi Tresley, và tôi nghĩ tôi có một món đồ thuộc về bà. Tôi nghĩ, cái gì? Tôi có nghe đúng không? Tôi im lặng một hồi rồi hỏi lại. Bà có chiếc nhẫn của Ronnie? Bà nói, phải. Tên bà là Kathy. Bà giải thích, chồng tôi đi tìm hiểu các nơi xảy ra tai nạn. Chúng tôi thuê phòng trọ ở gần và xếp đặt một hai hôm sau đó, có người hướng dẫn tới địa điểm. Vào phòng trọ đêm thứ nhất, tôi thức dậy sau cơn mơ, hình dung ra một chàng thanh niên tóc hung. Tim tôi nhớ nhịp vì Ronnie có mái tóc hung. Giấc mơ làm bà không ngủ được nên họ xin đổi sang phòng khác. Đêm sau, bà lại mơ thấy một người thanh niên như hôm trước. Lần này bà quyết định theo dõi người trong mơ. Sáng hôm sau, Kathy cùng với chồng lái xe đi theo người hướng dẫn đến địa điểm tai nạn. Bà không có ý định leo núi, mà chỉ ngồi chờ ở xe và đọc sách. Khi chồng bà đi được một đoạn, thì một tư tưởng lại đến với bà. Bà phải leo lên. Họ leo núi mất 3 giờ. Khi bà ngồi xuống bên tảng đá để lấy hơi, cúi xuống chân, bà thấy một vật gì dưới đất. Trồi lên một chút, bà nhấc lên, phủi đất đi, bà nhận ra đó là chiếc nhẫn. Bà biết ngay chiếc nhẫn này thuộc về cậu thanh niên trong giấc mơ. Bà muốn biết thêm về cậu thanh niên. Bà tới đài truyền hình địa phương hỏi thêm về tai nạn hơn suốt 10 năm qua. Khi xem tấm hình, bà nhận rõ người thanh niên đó là Ronnie. Và cũng nhờ đó, bà tìm được cách liên lạc với tôi. Ít ngày sau, Kathy đến tận nhà tôi. Mở cửa ra, tôi thấy một khuôn mặt xinh đẹp, điềm tĩnh. Bà trao cho tôi chiếc nhẫn của Ronnie. Cầm chiếc nhẫn, tôi nhớ lại những kỷ niệm của Ronnie. Ngày sinh nhật, ngày lễ. Câu nói, mắt tôi tràn lệ,
khi tôi chào ôm Cathy, một người mà linh hồn Ronnie, con bà, đã liên đới. Tôi biết đây là cách Ronnie tìm nói với tôi. Mẹ yên tâm về con, đó là cách Chúa nói với tôi, là Chúa yêu tôi, quan tâm tôi với sự buồn sầu của tôi. Tôi nhớ đến Ronnie hàng ngày, vì nhiều khi muốn gặp lại Cathy, nhưng không liên lạc được. Không biết Cathy có thực hiện hay là một thiên thần với sứ vụ yêu thương. Các linh hồn muốn nói với chúng ta, hãy cầu nguyện nhiều cho họ. Vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn những người thân yêu được lên chốn nghỉ ngơi. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Linh mục được các linh hồn về xin cầu nguyện, và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Linh mục Doug Lurick, một linh mục ở vùng Scottsdale, tiểu bang Arizona, đã xây một nhà nguyện để cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục, vì Ngài đã được các linh hồn về xin Ngài cầu nguyện cho họ. Cha Doug Lurick là người Anh giáo đổi sang Công giáo, nay là linh mục của giáo xứ lớn ở vùng Phoenix. Ngài nói rằng Thiên Chúa dùng một số các cảm nghiệm thần bí khác thường để hướng dẫn Ngài trở nên một thành viên Công giáo sốt sắng và siêng năng làm việc sùng kính. Các việc sùng kính này gồm có những lời cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Điều này không được các tín hữu tin lành và các giáo phái khác chấp nhận. Người tin lành chỉ tin có hai nơi là thiên đàng và hỏa ngục. Nhà nguyện này được gọi là The Holy Souls Oratory, tạm dịch là nhà cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Cha Lurick năm nay 77 tuổi, nhưng còn mạnh khỏe và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài kể rằng có khoảng trên 10 lần các linh hồn về với Ngài và có khi đứng bên giường Ngài ngủ vào ban đêm. Ngài thường cầu nguyện cho các linh hồn để họ được Chúa Giê-xu cứu thoát khỏi luyện ngục. Cha Lurick trở nên một linh mục Công giáo vào năm 1984, cha có vợ và 4 người con và 15 người cháu nội ngoại. Khi Ngài còn phục vụ tại nhà thờ Anh giáo St. Andrew ở vùng Nogales gần biên giới Mexico, thì nhà thờ này được xây dựng trên một nghĩa địa của người Mỹ da đỏ. Những người này thường rất hiền lành. Ngài kể, có lần chúng tôi đào một cái giếng khô để dành cho nước rửa chén thánh được đổ vào nơi giếng khô này, thì những người làm công đưa cho tôi mấy cái hũ cho. Chúng tôi liền gọi cho Đại học University of Arizona, vì họ có những nhà khảo cứu, và họ đến ngay. Câu chuyện rất thú vị. Các nhà khảo cứu hỏi có thấy sự gì liên quan đến những hũ ấy không? Tôi đáp có 2 lần. Khi tôi vào nhà thờ và ngồi xuống băng ghế, thì có tiếng động kẽo kẹt. Dường như có nhiều người ngồi ở ghế đó, rồi ở hàng ghế bên kia cũng có những tiếng kẽo kẹt của ai đó ngồi. Tôi khám phá ra, có một ông già hay theo sau tôi bèn gọi điện thoại cho vị linh mục ở đó, trước tôi, để hỏi ngài xem ngài có cảm nghiệm gì không. Ngài không có cảm nghiệm gì, nhưng vợ ngài thì có. Bà ta kể rằng có một ông già người Mỹ, da đỏ, thường đi theo bà, nhưng không làm hại bà. Đó là một linh hồn không thuộc về nơi ấy. Và một đêm trước khi các nhà khảo cứu đến, thì tôi có một giấc mơ. Tôi thấy có một ngọn đồi trơ trụi và một ông già. Ông cúi xuống, cõng một cô gái nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Tóc cô bé xõa dài, và ông già có vẻ buồn phiền. Tôi tỉnh dậy và tự hỏi, điều gì đã xảy ra? Sau đó người ta tìm được một hũ tro, xác người đã được thiêu thành tro bụi. Đó là tro của một ông già và một hũ tro khác của một cô gái nhỏ. Những mảnh xương chứng tỏ họ đã chết cả ngàn năm trước. Họ là những người da đỏ thuộc bộ lạc Las Trincheras Indians. Tôi có cảm tưởng là cô gái đó chết thảm, và người đàn ông già là ông ngoại của cô bé. Rồi khi vị linh mục cầu nguyện cho hai linh hồn ấy, thì ngài không thấy họ xuất hiện nữa.
có những linh hồn đi lang thang cả 10 thế kỷ, tức là cả 1.000 năm. Vậy mà khi cha cầu nguyện cho họ, thì họ được bình an và không quấy nhiễu nữa. Người bạn của cha Lorick kể cho cha nghe rằng tổ tiên của người Mỹ da đỏ tin rằng người da đỏ có 2 linh hồn, một linh hồn canh giữ ngôi mộ và một linh hồn về với đấng tối cao. Cha Lorick là tác giả của cuốn sách A Father's Heart Rosary Meditation for Dad, tạm dịch là Tâm hồn của một người cha, suy gẫm chuỗi mân côi cầu nguyện cho cha. Ngài kể rằng có lần người ta gửi cho ngài một lúc đến 1.300 tấm thiệp, người gửi ở vùng Wisconsin, đã thu thập từ các đám tang và xin cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho mỗi linh hồn ấy. Ngài kể tiếp, từ đó trở đi có nhiều hiện tượng xảy ra và làm cho tôi sợ hãi. Trước khi trở thành một linh mục công giáo, thì cha Lorick đi đến vùng Phoenix để họp. Vào nửa đêm ngài thức giấc và thấy một phụ nữ và một con chó nhỏ đứng ngay dưới chân giường của ngài. Tôi sợ quá, hét lên. Sáng hôm sau tôi xuống văn phòng và hỏi nhân viên ở đó xem có người phụ nữ và một con chó nhỏ nào bị giết ở đây không. Người nhân viên nói, dạ có, đó là một phụ nữ và con chó nhỏ của bà bị tai nạn xe và chết ngay ở trước cửa khách sạn. Ở Dallas tôi cũng sợ vì có linh hồn đã về với tôi. Tôi xin Chúa ngừng lại. Nếu có ai xin thì Chúa hãy làm đi, vì con không thích chuyện này. Thỉnh thoảng tôi thức dậy và lại thấy một linh hồn về với mình. Nhưng đó là ý Chúa nên tôi chấp nhận và cầu bầu cho các linh hồn luyện ngục. Có lần tôi chôn cất một em trai 17 tuổi tên là Tony. Em đã sử dụng ma túy và tự tử. Tôi đã cầu nguyện cho em ấy trong mỗi thánh lễ và liên tiếp trong suốt một năm trường. Khoảng một năm sau, tôi đến nghĩa địa Queen of Heaven để cử hành một tang lễ khác của một em bé sơ sinh. Tôi đậu xe ở phía sau của nghĩa địa, rồi tôi đến cái lều để cầu nguyện và an ủi tang gia, rồi đi trở lại những ngôi mộ để đến xe mình. Bỗng dưng tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi. Cha đất, cha đất! Tôi quay ra nhìn, nhưng không thấy có người nào cả. Tôi nhìn xuống thì thấy ngay ngôi mộ của Tony. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, và tôi nghe tiếng nói của Tony trong tâm hồn. Tony nói rất rõ ràng, cha đất ơi, cảm ơn cha. Có một số linh hồn đền tội luyện ngục ở ngay trên trái đất. Có những người bị gắn chặt với nơi mà họ phạm tội, hay nơi mà họ chịu đau khổ. Có những gì vướng mắc ở thế gian mà họ không thể quên được, nên cứ lang thang vất vưởng. Có một cô gái trẻ nhìn thấy linh hồn của một vị linh mục mà không có miệng. Khi tìm hiểu ra thì vị linh mục ấy đã tự tử bằng cách bắn đạn vào miệng của mình. Tôi tìm ra một phương cách hữu hiệu là xin thánh lễ cầu nguyện cho bất cứ một linh hồn nào đó đang bị vướng bận bởi những gì đã xảy ra ở trần gian mà không siêu thoát được. Cha dịu dàng nói với linh hồn ấy rằng hãy gọi tên Chúa Giêsu nhiều lần cho đến khi Ngài đến cứu giúp. Các bạn thân mến, sau khi đọc xong bài này, mời các bạn xin ít nhất một thánh lễ cầu cho các linh hồn mồ côi ở luyện ngục vì không ai cầu nguyện cho họ cả. Xin cảm ơn các bạn. Minh Yến xin mời quý vị nghe câu chuyện Xin Thiên Chúa Mở Lượng Hải Hà, Xóa Tội Con Đã Phạm. Thánh Nicola Thành Tolentino, tục danh Nicola, là tu sĩ dòng thánh Agostino, thánh nhân chào đời năm 1245 tại San Angelo in Pontano và qua đời ngày 10 tháng 9 năm 1305 tại Tolentino, miền Trung nước Ý. Trong sử liệu cuộc đời thánh Nicola có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vào một ngày thứ bảy lúc ban đêm, trong khi ngủ, thánh Nicola nằm mơ thấy một linh hồn luyện ngục đáng thương khẩn thiết xin thánh nhân cử hành thánh lễ vào sáng hôm sau cho mình và cho nhiều linh hồn khác đang chịu hình khổ dữ dằn.
Trong lừa luyện tội, thánh nhân nhận ra tiếng nói, nhưng không thể nhớ người đang nói là ai, nên đã xin linh hồn tỏ cho biết mình là ai. Linh hồn trả lời, con là bạn quá cố của cha và là tu sĩ Pellegrino. Đây, đáng lý ra con đã bị trầm luân trong hỏa ngục rồi, nhưng nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa đã thương xót nên con được cứu rỗi và hiện đang phải đền tội trong lửa luyện hình. Con cần đến sự giúp đỡ của cha và cũng nhân danh rất nhiều linh hồn đáng thương khác trong luyện ngục. Con đến van xin cha vui lòng cử hành thánh lễ vào sáng ngày mai cho chúng con. Đây là thánh lễ chúng con nhờ để được giải thoát khỏi lửa luyện tội, hay ít ra là nhờ thánh lễ này mà chúng con sẽ được giảm bớt phần lớn hình khổ chúng con đang phải chịu. Thánh Nicola đáp, tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh hưởng nhờ các công phúc do bửu huyết Ngài mang lại. Riêng phần tôi không thể dâng thánh lễ cầu cho anh vào sáng mai, lý do vì tôi là người phụ trách phụng vụ suốt trong tuần này, và ngày mai lại là ngày lễ, nên tôi không thể cử hành thánh lễ cầu hồn nơi bàn thờ chính được. Linh hồn thầy quá cố, Pellegrino liền khóc lóc thảm thiết và nức nở nói. Được rồi, xin cha hãy đến, xin cha hãy đi theo con xin cha vì tình yêu Thiên Chúa, hãy đến xem tận mắt các thống khổ của chúng con. Có thể cha mới không còn nhẫn tâm từ chối cách tàn khốc lời van xin của con biết rõ lòng cha quá tốt, không thể nào làm ngơ trước các khổ hình chúng con đang phải chịu. Thế là Thánh Nicola được mang vào lửa luyện ngục. Ngài trông thấy một cánh đồng mênh mông bát ngát, trong đó có vô số linh hồn thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau đang phải chịu hành hạ bởi đủ thứ cực hình. Thật khủng khiếp, các linh hồn cũng kêu gào thảm thiết và cùng giơ tay đồng thanh van xin Thánh Nicola hãy rủ lòng thương trợ giúp. Thầy Pellegrino liền nói với Thánh Nicola, bây giờ cha trông thấy rõ tình cảnh đáng thương của các linh hồn đã đề cử con đến với cha. Cha là người rất có ân nghĩa cùng Thiên Chúa, nên chúng con tin chắc Chúa sẽ không từ chối điều gì cha xin khi cha dâng thánh lễ cầu cho chúng con. Chúng con tin tưởng vững vàng lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng con. Vô cùng xúc động trước quang cảnh chứng kiến và thật ngỡ ngàng trước cuộc hiện về của thầy Pellegrino, Thánh Nicola không thể nào cầm được nước mắt. Thánh nhân dành trọn đêm còn lại để cầu nguyện. Sáng tinh sương hôm sau, thánh nhân vội vã đến gặp cha bề trên tu viện và kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm. Nghe kể, cha bề trên cũng cảm động không kém gì Thánh Nicola. Cha bề trên liền ban phép chuẩn cho Thánh Nicola, chẳng những ngay sáng hôm ấy mà cả suốt trong tuần lễ nữa, được đặc biệt dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn đáng thương đang phải chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện ngục. Về phần Thánh Nicola, Ngài dâng thánh lễ cầu hồn ngay sáng hôm ấy cũng như suốt trọn tuần lễ với một tâm tình vô cùng sốt sắng. Chưa hết, thánh nhân còn thực thi các nhân đức, làm đủ thứ việc lành, hãm mình khổ chế và liên lỉ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nhân chỉ ăn bánh khô và uống nước lã, cũng như mang xích sắt đền tội. Nói tắt một lời, Thánh Nicola sống 7 ngày đêm ròng rã trong chay tịnh, phạt xác và cầu nguyện. Sau thời gian nói trên, Thánh Nicola được hồng phúc trông thấy trở lại thầy Pellegrino, nhưng lần này thầy không mang dáng ảo não thảm sầu như trong đêm cách đây 7 ngày, mà mặc chiếc áo trắng tuyệt đẹp chiếu tỏa ánh sáng thiên quốc. Cùng với thầy Pellegrino, còn có các linh hồn khác cũng được hồng phúc như vậy. Các vị sung sướng nói lời tri ân với Thánh Nicola và âu yếm gọi thánh nhân là người giải phóng. Các vị vừa hân hoan bay về trời, vừa nhịp nhàng hát thánh vịnh 44 câu 8 bằng tiếng Latin. Tạm dịch là, chính Ngài cứu chúng con khỏi tay địch thù, và làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.
Xin kính chào tất cả các bác, các anh chị em. Cũng muốn nói về các linh hồn. Đây là một câu chuyện mà do bà Maria Sima, là một bà người Áo. Bà vừa mới qua đời cách đây mấy năm thôi. Và bà được một cái đặc ân là khi bà 25 tuổi đó, bà được Chúa cho phép các linh hồn về để xin bà cầu nguyện. Cái cảm nghiệm đầu tiên là khi đó bà đang ngủ, tỉnh dậy và thấy có một người đàn ông cứ đi qua đi lại ở trong cái phòng của bà, cứ đi mà đăm chiêu lắm. Xong bà mới hỏi ông là ai. Cái người đó cũng chẳng có nói gì hết. Xong bà hỏi tại sao lại đi vào phòng của tôi trong cái giờ đêm khuya như vậy. Thì người đàn ông đó cũng như là tỉnh bơ không nghe gì hết. Thì bà mới nhảy xuống giường, bà mới nắm cái cổ ông á, nhưng mà bà chỉ nắm vào cái không khí thôi. Tại vì người đó là một linh hồn, họ không phải là có xác thịt. Thế xong bà ngày hôm sau bà vô, bà mới gặp cha. Thì cha mới giải thích cho bà là ô nhầm sau nhớ là nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai, ông cần gì. Thì ngày hôm sau cái linh hồn đó lại trở về trong cái căn phòng của bà, đi qua đi lại thì bà biết rồi. Bà nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai và ông cần gì. Thì ông nói là ông là một linh hồn đang cần rất là nhiều lời cầu nguyện và thánh lễ để được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì bà biết như vậy rồi, thì ngày hôm sau bà đi xin lễ cho ổng. Rồi cách đó mấy ngày ổng trở về và ổng cảm ơn vì ổng đã được tọa nguyện, tức là ổng được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì trong thời gian đó bà đi nói chuyện rất là nhiều, từ năm 25 tuổi cho đến khi bà chết là khoảng hơn 80 tuổi. Trong suốt 60 năm đó bà đi khắp nơi để nói chuyện về các linh hồn và xin mọi người hãy dâng thánh lễ làm việc hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn. Thì có một cuốn sách họ viết ra là Let Us Out Here, là hãy cho chúng tôi ra khỏi nơi này. Thì tôi đã dịch ra cách đây khoảng 6 năm và tôi đã in ra thành sách rồi. Thì tất cả những chuyện nói về các linh hồn thì tôi xin được đưa một vài câu chuyện mà điển hình nhất. Ở trong câu chuyện nó có kể là một vị linh mục rất là thánh thiện, lớn tuổi. Ngài luôn luôn cầu nguyện bằng chuỗi mân côi và Ngài sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn mỗi ngày bao nhiêu giờ. Thì Ngài là một cái mục tiêu của các linh mục trẻ, coi như là họ chế giễu Ngài, cho Ngài là một người cuồng tín, suốt ngày chỉ cầu nguyện, không làm được cái gì, chỉ biết cầu nguyện thôi, tức là họ chỉ trích Ngài. Thì sau đó một thời gian thì tự nhiên một đêm hôm đó có hai linh mục trẻ đi qua phòng của Ngài, thì thấy phòng của Ngài vẫn còn sáng nhưng mà không đóng cửa, thì họ mới vào. Họ vào thì họ thấy Ngài bị chết rồi, mà trong người của Ngài có một cái nốt, một cái bức thư là để lại cho mọi người. Thì cái vị linh mục trẻ đó, một trong hai vị linh mục trẻ đó, đã lấy cái tờ giấy đó bỏ trong túi mà không nói với ai hết. Cho đến khi mà người ta đi điều tra, người ta không biết tại sao vị linh mục lớn tuổi này chết. Thì sau đó người ta mới thắc mắc, họ cái nhà gần nhà của bà Sima, cho nên họ mời bà Sima tới để xin bà nhờ các linh hồn khi mà các ngài về với bà thì hỏi thử tại sao vị linh mục đó lại chết mà không có một dấu vết gì để lại. Thế thì bà mới hỏi một linh hồn, thì bữa đó cả một cái nhà dòng họp lại để nghe lời trả lời của linh hồn qua miệng lưỡi của bà Sima. Thì bà nói như vậy, một linh hồn về nói rằng vì vị linh mục đó quá yêu mến mọi người, yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và yêu mến mọi người và rất đẹp lòng Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ đã hiện ra với vị linh mục đó và hỏi Ngài một câu: con có muốn hy sinh để cho Satan nó giết con, bù lại thì con sẽ cứu được hàng chục ngàn linh hồn đã bán linh hồn cho Satan. Nếu mà con hy sinh chết bởi tay của Satan thì con sẽ cứu được cả mấy chục ngàn linh hồn mà đã bán linh hồn họ cho Satan. Ngài xin vâng liền và Ngài đã viết cái nốt đó, Ngài để lại. Ngài nói là Ngài đã vì vâng lời Đức Mẹ và vì muốn hy sinh cho các linh hồn cho nên Ngài chịu để cho Satan nó giết. Thì đó là lời trả lời của linh hồn nói với bà Sima, và bà Sima nói lại với mọi người trong cộng đoàn đó. Thì khi bà vừa dứt lời xong thì ở phía dưới cuối đó có một tiếng thở dài rất là lớn của một vị linh mục trẻ. Thì mọi người mới hỏi tại sao cha lại thở dài. Thì vị linh mục đó mới lên làm chứng là Ngài mới rút từ trong túi Ngài ra cái tờ giấy. Mà trong tờ giấy đó là phải là những cái bút tích của vị linh mục già nói y chang như vậy. Ngài nói là Ngài hy sinh để cho Satan nó bóp cổ Ngài cho Ngài chết, để Ngài cứu biết bao nhiêu linh hồn, vì đó là lời Đức Mẹ muốn như vậy. Đức Mẹ muốn Ngài hy sinh thì Ngài đã làm chuyện đó. Thì sau khi mà cả hai điều đó được xác nhận lại từ vị linh mục có cái nốt đó và từ bà Sima được các linh hồn trở về nói. Nói tóm lại là trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta chịu đau khổ, nếu chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và vẫn chịu đau khổ và chịu đau khổ nhiều hơn những người khác, thì đó là một ơn gọi của chúng ta. Và thay vì than van, than trách hay là phàn nàn, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng mình, dùng cá nhân mình để cứu vớt những linh hồn có thể là con cháu mình.
hay là dòng tộc của mình đang đi xa, đang bán linh hồn cho ma quỷ thì được ơn trở lại. Cái câu chuyện này nó đã được ghi ra và mọi người đã xác nhận là các linh hồn họ biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà bà được một cái ơn đó thì họ mới về họ nói chuyện. Thì trong câu chuyện nó có một câu chuyện này mà tôi nghĩ đây là một bài học luôn cho bản thân tôi và cho mọi người. Hôm đó có một cái ông đó, ông đi xe bò, ông chở củi mà ông lượm được ở trong rừng á, ông chở lên. Thì cái xe bò đó ông phải đưa lên dốc. Thì khi đưa lên dốc đó thì cái xe nó bị lật tung lên. Thì tự nhiên có bốn người thanh niên lực lưỡng tới để giúp cho ông mang những cái củi đó chất lên xe bò của ông. Thì ông mới cảm ơn bốn cái người đó. Xong bốn người đó rất là buồn. Họ nói là: thưa ông, chúng tôi là bốn linh hồn được Chúa cho lên trần gian để đền tội. Mà việc chúng tôi làm giúp cho ông, mà nếu như ông á, thay vì cảm ơn chúng tôi, ông cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì những hành động giúp đỡ của chúng tôi đối với ông, thì chúng tôi đã được lên thiên đàng rồi. Nói tóm lại là khi ai làm cho chúng ta điều gì, việc đầu tiên chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì không biết được cái linh hồn là cái linh hồn hay là người. Khi chúng ta tạ ơn Chúa về cái người đó giúp cho mình thì người đó được giải thoát. Tại vì người đó là hư vô, linh hồn là hư vô, lại là cần đến sự thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta cảm ơn cái hư vô đó thì Chúa không được vinh danh và họ không được giải thoát. Cho nên tôi lên được cái điều đó, và mỗi ngày ai cho tôi cái gì làm gì tốt, tôi tạ ơn Chúa trước, rồi cảm ơn cái người đó thứ nhì. Make sure là mình làm điều đó thì Chúa vui lòng và người đó được giải thoát. Thì trong cuộc đời có những chuyện, có những linh hồn được Chúa chúc phúc và cho họ được đền tội ngay ở trên trần gian. Có nghĩa là sau thánh lễ chúng ta phải quỳ lại để tạ ơn Chúa. Các linh mục làm cải phải làm như vậy. Thì có những linh mục mà cha thánh Paradio nhìn thấy, sau thánh lễ ngài đã chết rồi, nhưng mà ngài trở về, cha Pio thấy ngài quỳ bàn thờ, cha Pio mới hỏi: tại sao cha lại về? Thì cái vị linh mục quá cố đó nói là: khi tôi còn sống đó, sau thánh lễ tôi chẳng ở lại để cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, tôi đi về. Cho nên bây giờ Chúa, tôi chưa được giải thoát khỏi luyện ngục, và Chúa muốn tôi trở về ở chỗ cung thánh này để quỳ xuống cảm tạ Chúa, đền những cái tội mà tôi đã sơ ý và không có làm hồi trước. Thì nói tóm lại là có những linh hồn họ được về để họ đền tội ngay trong kiếp đời này, mà chúng ta không biết họ là ai. Có khi mình tưởng là người nhưng mà họ là linh hồn. Lấy một ví dụ là bà Sima thấy một bà cụ già lắm ở trong núi, già mà xấu lắm, mà nhăn nhó suốt ngày. Thì bà mới nói: cụ ơi, sao cụ già vậy mà cụ không có nhà có cửa? Thì bà cụ đó bà mới nói là: tôi không có ai đón tiếp tôi hết á, cho nên tôi khổ lắm, tôi cứ phải lang thang phất phơ ở ngoài đường như vậy. Thì bà Sima bà thật tình lắm, bà nói: thôi bây giờ cụ về ở với cháu đi, nhà cháu tuy nhỏ nhưng mà cháu sẽ nhường cái giường của cháu cho cụ, thì cụ sẽ được ăn một bữa trống rồi ngủ được một cái giường, rồi ngày mai nếu cụ muốn thì cụ ở nữa, còn không muốn cụ cũng đi thì cụ đi cũng được. Thì vừa nghe cái lời đó thì bà, cái linh hồn đó mừng quá, bà cụ đó bà mới nói là: tôi chính là một linh hồn mà bởi vì khi còn trẻ, khi còn sống, tôi không bao giờ welcome ai, tôi không bao giờ đón người ta vào nhà để cho người ta ở trọ hay là cho người ta một bữa cơm. Đến khi tôi chết đó, tôi không có lòng bác ái, cho nên Chúa cho tôi về để đền tội. Chúa bảo là khi nào có một người nào sẵn sàng mở cửa đón tôi vào thì tôi sẽ được giải thoát. Thì lúc đó là bà được giải thoát và bà rất là mừng khi bà Siêu Ma mời bà về. Nói tóm lại, nếu chúng ta không xin lễ cho các linh hồn, không cầu nguyện cho các linh hồn, không làm bác ái để đền tội cho các linh hồn, cho dù là ông bà cha mẹ, thì đến khi chúng ta chết, điều này quan trọng này, Chúa không cho chúng ta hưởng những lễ mà người khác xin cho mình. Có nghĩa là mình không có lòng bác ái, Chúa không cho mình hưởng. Và những cái lễ mà người khác xin cho mình, con mình xin cho mình đó, Chúa sẽ cho những người khác, những người có lòng bác ái, và mình sẽ không được hưởng cái gì hết. Cho nên trong tháng 11 này, chúng ta đi thăm các linh hồn, đọc kinh cho họ, chúng ta cũng được những ơn xá. Rồi nếu mà chúng ta dâng lễ cho họ, họ rất là appreciate. Khi mà chúng ta chết đó, thì mình dâng lễ cho các linh hồn thì họ sẽ cầu nguyện, họ sẽ đến đón mình cùng với các thánh, đón mình để đưa mình về nơi bình an. Sau đây Kim Anh xin gửi đến quý vị tựa đề cầu cho các linh hồn. Hàng năm, cứ đến tháng 11, giáo hội công giáo dành riêng toàn bộ tháng này để mời gọi chúng ta nhớ đến các đẳng linh hồn, để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, cũng như bạn hữu đã lìa khỏi thế trước chúng ta. Và ngay sau ngày đầu tiên của tháng 11, giáo hội long trọng mừng lễ các thánh nam, thánh nữ. Phải chăng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật sự có một ý nghĩa lớn lao nào đó,
khi giáo hội lồng hai biến cố này vào trong một tháng? Thưa, qua việc mừng lễ các thánh nam nữ vào ngày mùng 1 và lễ cầu cho các đẳng linh hồn, mẹ giáo hội mời gọi chúng ta tuyên xưng tín điều các thánh thông công. Điều này có nghĩa là giáo hội dạy chúng ta biết có ba thành phần trong giáo hội. Thành phần thứ nhất là giáo hội khải hoàn, bao gồm những vị thánh đã hoàn tất hành trình đức tin của mình cách mỹ mãn, và nay họ được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Thành phần thứ hai là giáo hội thanh luyện, bao gồm những người đã qua đời, nhưng còn một số vết nhơ cần phải thanh luyện trước khi diện kiến đấng vô tỷ tích là Thiên Chúa. Do đó, hiện nay họ đang được thanh tẩy trong luyện ngục. Và thành phần thứ ba là giáo hội chiến đấu, bao gồm tất cả chúng ta, là những người đang sống, hằng ngày phải chiến đấu với những tật xấu, cám dỗ, cũng như lôi cuốn của trần thế này. Đặc biệt, giáo hội mời gọi chúng ta là những người thuộc thành phần giáo hội chiến đấu. Trong tháng 11 này, hãy cầu nguyện cho những thành phần giáo hội thanh luyện, bởi vì trong giây phút hiện tại, những người thuộc thành phần giáo hội thanh luyện không thể cầu nguyện cho chính mình, mà chỉ biết nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta, hầu họ có thể sớm thoát ra khỏi luyện ngục mà được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Lịch sử giáo hội ghi lại, việc Chúa Giê-xu mặc khải cho thánh nữ Mechtide sống vào thế kỷ 13, lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Xin được trích một phần của kinh nguyện này như sau. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen. Ông bà và anh chị em thân mến, và sau khi các linh hồn trong luyện ngục đã được vào nước vinh quang muôn đời của Thiên Chúa, họ sẽ đền ơn cho ta bằng cách cầu nguyện cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Giáo hội cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện với các thánh nam nữ trên trời, bởi vì họ rất gần với Thiên Chúa, và các ngài sẽ chuyển cầu cho chúng ta. Đó chính là tín điều các thánh thông công mà giáo hội dạy chúng ta phải tin. Qua tín điều các thánh thông công, chúng ta cảm nhận được rằng tâm tình tạ ơn thật quan trọng, bởi vì khi không thể cầu nguyện cho chính mình, các linh hồn trong luyện ngục nhờ đến chúng ta, và khi họ đã thoát khỏi chốn luyện hình, họ sẽ đáp trả chúng ta bằng cách cầu nguyện cho mỗi chúng ta. Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục
Và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Xin được trích một phần của kinh nguyện này như sau. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ, và làm ô danh người Kitô hữu, vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã rước mình thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Linh mục được các linh hồn về xin cầu nguyện, và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Linh mục Doug Lurie, một linh mục ở vùng Scottsdale, tiểu bang Arizona, đã xây một nhà nguyện để cầu cho các linh hồn luyện ngục vì Ngài đã được các linh hồn về xin Ngài cầu nguyện cho họ. Cha Doug Lurie là người Anh giáo đổi sang Công giáo, nay là linh mục của giáo xứ lớn ở vùng Phoenix. Ngài nói rằng Thiên Chúa dùng một số các cảm nghiệm thần bí khác thường để hướng dẫn Ngài trở nên một thành viên Công giáo sốt sắng và siêng năng làm việc sùng kính. Các việc sùng kính này gồm có những lời cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Điều này không được các tín hữu tin lành và các giáo phái khác chấp nhận. Người tin lành chỉ tin có hai nơi là thiên đàng và hỏa ngục. Nhà nguyện này được gọi là The Holy Souls Oratory, tạm dịch là nhà cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Cha Lurie năm nay 77 tuổi, nhưng còn mạnh khỏe và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài kể rằng có khoảng trên 10 lần các linh hồn về với Ngài, và có khi đứng bên giường Ngài ngủ vào ban đêm. Ngài thường cầu nguyện cho các linh hồn để họ được Chúa Giê-xu cứu thoát khỏi luyện ngục. Cha Lurie trở nên một linh mục Công giáo vào năm 1984. Cha có vợ và 4 người con và 15 người cháu nội ngoại. Khi Ngài còn phục vụ tại nhà thờ Anh giáo St. Andrew, vùng Nogales, gần biên giới Mexico, thì nhà thờ này được xây dựng trên một nghĩa địa của người Mỹ da đỏ. Những người này thường rất hiền lành. Ngài kể, có lần chúng tôi đào một cái giếng khô để dành cho nước rửa chén thánh được đổ vào nơi giếng khô này, thì những người làm công đưa cho tôi mấy cái hũ cho. Chúng tôi liền gọi cho Đại học University of Arizona vì họ có những nhà khảo cứu và họ đến ngay. Câu chuyện rất thú vị. Các nhà khảo cứu hỏi có thấy sự gì liên quan đến những hũ ấy không? Tôi đáp có 2 lần. Khi tôi vào nhà thờ và ngồi xuống băng ghế thì có tiếng động kẽo kẹt, dường như có nhiều người ngồi ở ghế đó. Rồi ở hàng ghế bên kia cũng có những tiếng kẽo kẹt của ai đó ngồi. Tôi khám phá ra, có một ông già hay theo sau tôi. Tôi bèn gọi điện thoại cho vị linh mục ở đó trước tôi để hỏi ngài xem ngài có cảm nghiệm gì không.
ngài không có cảm nghiệm gì, nhưng vợ ngài thì có. Bà ta kể rằng có một ông già người Mỹ, da đỏ, thường đi theo bà, nhưng không làm hại bà. Đó là một linh hồn không thuộc về nơi ấy. Và một đêm trước khi các nhà khảo cứu đến, thì tôi có một giấc mơ. Tôi thấy có một ngọn đồi trơ trụi và một ông già. Ông cúi xuống cõng một cô gái nhỏ khoảng 8-9 tuổi, tóc cô bé xõa dài và ông già có vẻ buồn phiền. Tôi tỉnh dậy và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Sau đó người ta tìm được một hũ tro xác người đã được thiêu thành tro bụi. Đó là tro của một ông già và một hũ tro khác của một cô gái nhỏ. Những mảnh xương chứng tỏ họ đã chết cả ngàn năm trước. Họ là những người da đỏ thuộc bộ lạc Las Trincheras Indians. Tôi có cảm tưởng là cô gái đó chết thảm, và người đàn ông già là ông ngoại của cô bé. Rồi khi vị linh mục cầu nguyện cho hai linh hồn ấy, thì ngài không thấy họ xuất hiện nữa. Có những linh hồn đi lang thang cả 10 thế kỷ, tức là cả 1.000 năm. Vậy mà khi cha cầu nguyện cho họ, thì họ được bình an và không quấy nhiễu nữa. Người bạn của cha Lorick kể cho cha nghe rằng tổ tiên của người Mỹ da đỏ tin rằng người da đỏ có hai linh hồn, một linh hồn canh giữ ngôi mộ và một linh hồn về với đấng tối cao. Cha Lorick là tác giả của cuốn sách Our Father's Heart Rosary Meditation for Dead, tạm dịch là tâm hồn của một người cha, suy gẫm chuỗi mân côi cầu nguyện cho cha. Ngài kể rằng có lần người ta gửi cho ngài một lúc đến 1.300 tấm thiệp, người gửi ở vùng Wisconsin, đã thu thập từ các đám tang và xin cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho mỗi linh hồn ấy. Ngài kể tiếp, từ đó trở đi có nhiều hiện tượng xảy ra và làm cho tôi sợ hãi. Trước khi trở thành một linh mục công giáo, thì cha Lorick đi đến vùng Phoenix để họp. Vào nửa đêm ngài thức giấc và thấy một phụ nữ và một con chó nhỏ đứng ngay dưới chân giường của ngài. Tôi sợ quá, hét lên. Sáng hôm sau, tôi xuống văn phòng và hỏi nhân viên ở đó xem có người phụ nữ và một con chó nhỏ nào bị giết ở đây không. Người nhân viên nói, dạ có, đó là một phụ nữ và con chó nhỏ của bà bị tai nạn xe và chết ngay ở trước cửa khách sạn. Ở Dallas tôi cũng sợ vì có linh hồn đã về với tôi. Tôi xin Chúa ngừng lại, nếu có ai xin thì Chúa hãy làm đi, vì con không thích chuyện này. Thỉnh thoảng tôi thức dậy và lại thấy một linh hồn về với mình, nhưng đó là ý Chúa nên tôi chấp nhận và cầu bầu cho các linh hồn luyện ngục. Có lần tôi chôn cất một em trai 17 tuổi tên là Tony, em đã sử dụng ma túy và tự tử. Tôi đã cầu nguyện cho em ấy trong mỗi thánh lễ và liên tiếp trong suốt một năm trường. Khoảng một năm sau, tôi đến nghĩa địa Queen of Heaven để cử hành một tang lễ khác của một em bé sơ sinh. Tôi đậu xe ở phía sau của nghĩa địa, rồi tôi đến cái lều để cầu nguyện và an ủi tang gia, rồi đi trở lại những ngôi mộ để đến xe mình. Bỗng dưng tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi, cha đất, cha đất. Tôi quay ra nhìn, nhưng không thấy có người nào cả. Tôi nhìn xuống thì thấy ngay ngôi mộ của Tony. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, và tôi nghe tiếng nói của Tony trong tâm hồn. Tony nói rất rõ ràng, cha đất ơi, cảm ơn cha. Có một số linh hồn đền tội luyện ngục ở ngay trên trái đất. Có những người bị gắn chặt với nơi mà họ phạm tội, hay nơi mà họ chịu đau khổ. Có những gì vướng mắc ở thế gian mà họ không thể quên được, nên cứ lang thang vất vưởng. Có một cô gái trẻ nhìn thấy linh hồn của một vị linh mục mà không có miệng. Khi tìm hiểu ra thì vị linh mục ấy đã tự tử bằng cách bắn đạn vào miệng của mình. Tôi tìm ra một phương cách hữu hiệu là xin thánh lễ cầu nguyện cho bất cứ một linh hồn nào đó đang bị vướng bận bởi những gì đã xảy ra ở trần gian mà không siêu thoát được. Cha dịu dàng nói với linh hồn ấy rằng hãy gọi tên Chúa Giêsu nhiều lần cho đến khi Ngài đến cứu giúp. Các bạn đọc thân mến,
Sau khi đọc xong bài này, mời các bạn xin ít nhất một thánh lễ cầu cho các linh hồn mồ côi ở luyện ngục vì không ai cầu nguyện cho họ cả. Xin cảm ơn các bạn. Minh Yến xin mời quý vị nghe câu chuyện Xin Thiên Chúa Mở Lượng Hải Hà, Xóa Tội Con Đã Phạm. Thánh Nicola Thành Tolentino, tục danh Nicola, là tu sĩ dòng thánh Agostino. Thánh nhân chào đời năm 1245 tại San Angelo in Pontano và qua đời ngày 10 tháng 9 năm 1305 tại Tolentino, miền Trung nước Ý. Trong sử liệu cuộc đời Thánh Nicola có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vào một ngày thứ bảy lúc ban đêm, trong khi ngủ, Thánh Nicola nằm mơ, thấy một linh hồn luyện ngục đáng thương, khẩn thiết xin thánh nhân cử hành thánh lễ. Vào sáng hôm sau, cho mình và cho nhiều linh hồn khác đang chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện tội, thánh nhân nhận ra tiếng nói nhưng không thể nhớ người đang nói là ai, nên đã xin linh hồn tỏ cho biết mình là ai. Linh hồn trả lời: con là bạn quá cố của cha và là tu sĩ Pellegrino đây. Đáng lý ra con đã bị trầm luân trong hỏa ngục rồi, nhưng nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa đã thương xót nên con được cứu rỗi và hiện đang phải đền tội trong lửa luyện hình. Con cần đến sự giúp đỡ của cha và cũng nhân danh rất nhiều linh hồn đáng thương khác trong luyện ngục. Con đến van xin cha vui lòng cử hành thánh lễ vào sáng ngày mai cho chúng con. Đây là thánh lễ chúng con nhờ để được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Hay ít ra là nhờ thánh lễ này mà chúng con sẽ được giảm bớt phần lớn hình khổ chúng con đang phải chịu. Thánh Nicola đáp: tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh hưởng nhờ các công phúc do bửu huyết Ngài mang lại. Riêng phần tôi không thể dâng thánh lễ cầu cho anh vào sáng mai, lý do vì tôi là người phụ trách phụng vụ suốt trong tuần này, và ngày mai lại là ngày lễ, nên tôi không thể cử hành thánh lễ cầu hồn nơi bàn thờ chính được. Linh hồn thầy quá cố, Pellegrino liền khóc lóc thảm thiết và nức nở nói: được rồi, xin cha hãy đến. Xin cha hãy đi theo con xin cha vì tình yêu Thiên Chúa, hãy đến xem tận mắt các thống khổ của chúng con. Có thể cha mới không còn nhẫn tâm từ chối cách tàn khốc lời van xin của con. Con biết rõ lòng cha quá tốt, không thể nào làm ngơ trước các khổ hình chúng con đang phải chịu. Thế là Thánh Nicola được mang vào lửa luyện ngục. Ngài trông thấy một cánh đồng mênh mông bát ngát, trong đó có vô số linh hồn thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau đang phải chịu hành hạ bởi đủ thứ cực hình thật khủng khiếp. Các linh hồn cũng kêu gào thảm thiết và cùng giơ tay đồng thanh van xin Thánh Nicola hãy rủ lòng thương trợ giúp. Thầy Pellegrino liền nói với Thánh Nicola: bây giờ cha trông thấy rõ tình cảnh đáng thương của các linh hồn đã đề cử con đến với cha. Cha là người rất có ân nghĩa cùng Thiên Chúa, nên chúng con tin chắc Chúa sẽ không từ chối điều gì cha xin khi cha dâng thánh lễ cầu cho chúng con. Chúng con tin tưởng vững vàng lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng con. Vô cùng xúc động trước quang cảnh, chứng kiến và thật ngỡ ngàng trước cuộc hiện về của Thầy Pellegrino, Thánh Nicola không thể nào cầm được nước mắt.
thánh nhân dành trọn đêm còn lại để cầu nguyện. Sáng tinh sương hôm sau, thánh nhân vội vã đến gặp cha bề trên tu viện và kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm. Nghe kể, cha bề trên cũng cảm động không kém gì thánh Nicola. Cha bề trên liền ban phép chuẩn cho thánh Nicola, chẳng những ngay sáng hôm ấy, mà cả suốt trong tuần lễ nữa, được đặc biệt dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn đáng thương, đang phải chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện ngục. Về phần thánh Nicola, ngài dâng thánh lễ cầu hồn ngay sáng hôm ấy, cũng như suốt trọn tuần lễ, với một tâm tình vô cùng sốt sắng. Chưa hết, thánh nhân còn thực thi các nhân đức, làm đủ thứ việc lành hãm mình khổ chế và liên lỉ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nhân chỉ ăn bánh khô và uống nước lã, cũng như mang xích sắt đền tội. Nói tắt một lời, thánh Nicola sống 7 ngày đêm ròng rã trong chay tịnh, phạt xác và cầu nguyện. Sau thời gian nói trên, thánh Nicola được hồng phúc trông thấy trở lại thầy Pellegrino, nhưng lần này thầy không mang dáng ảo não thảm sầu như trong đêm cách đây 7 ngày, mà mặc chiếc áo trắng tuyệt đẹp chiếu tỏa ánh sáng thiên quốc. Cùng với thầy Pellegrino còn có các linh hồn khác cũng được hồng phúc như vậy. Các vị sung sướng nói lời tri ân với thánh Nicola và âu yếm gọi thánh nhân là người giải phóng. Các vị vừa hân hoan bay về trời, vừa nhịp nhàng hát thánh vịnh 44 câu 8 bằng tiếng Latin, tạm dịch là: chính ngài cứu chúng con khỏi tay địch thù và làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Châu Diên, Giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúng ta ai cũng có những người thân yêu đã qua đời. Hãy cầu nguyện cho họ sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Bà Virginia Johnson kể chuyện con trai bà. Tôi mua cho đứa con trai 14 tuổi, Ronald Johnson, một chiếc nhẫn. Trên đó có 3 chữ RG. Tôi cũng muốn mua một cái giống như vậy cho chồng tôi, Howard Rooney, đeo ngay vào tay. Cậu nói, cảm ơn mẹ, và ôm tôi thật lâu. Từ đó, cậu không bao giờ lấy nhẫn ra. Rooney là đứa con trai thật tuyệt vời. Cậu rất thích thể thao, nhưng cậu cũng chơi piano, nhạc Beethoven. Cậu không ngại choàng ôm tôi trước người khác. Cậu rất hãnh diện khi được học bổng football của Wichita State. Rồi một buổi chiều trong tháng 10, một người bạn đến cửa nhà tôi nói rằng cô ta xem trên TV chiếc máy bay chở đội banh của Ronnie bị tai nạn rớt xuống núi Colorado. Xác Ronnie là một trong những xác người ta tìm thấy, nhưng không thấy chiếc nhẫn của Ronnie. Chúng tôi không quên kể những ngày kinh hoàng đó. Vicky, em của Ronnie, hay hỏi điều gì xảy ra với chiếc nhẫn của Ronnie. Có nhiều khoảnh khắc tôi nhớ Ronnie và cảm như Ronnie đang ở với tôi. Nghe thấy tiếng của Ronnie, tôi quay lại và nhìn Ronnie. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi nhìn thấy Ronnie. Chồng tôi tháo nhẫn tôi mua cùng lúc với nhẫn cho Ronnie và bỏ vào hộp trước gương. Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đơn côi đó, tôi đều khóc, thương nhớ đứa con không còn nữa. Cả chiếc nhẫn của nó cũng biết ở đâu. Không biết tại sao, không thấy chiếc nhẫn của Ronnie lại làm tôi buồn vậy. Một ngày hơn 10 năm sau, khi Ronnie qua đời, một người gọi điện thoại đến. Người đàn bà đầu dây bên kia nói, tôi đến chỗ máy bay gặp tai nạn trên núi Tracy, và tôi nghĩ tôi có một món đồ thuộc về bà.
tôi nghĩ, cái gì? Tôi có nghe đúng không? Tôi im lặng một hồi rồi hỏi lại. Bà có chiếc nhẫn của Ronnie? Bà nói, phải. Tên bà là Cathy. Bà giải thích, chồng tôi đi tìm hiểu các nơi xảy ra tai nạn. Chúng tôi thuê phòng trọ ở gần và xếp đặt một hai hôm sau đó, có người hướng dẫn tới địa điểm. Vào phòng trọ đêm thứ nhất, tôi thức dậy sau cơn mơ, hình dung ra một chàng thanh niên tóc hung. Tim tôi nhỡ nhịp vì Ronnie có mái tóc hung. Giấc mơ làm bà không ngủ được nên họ xin đổi sang phòng khác. Đêm sau, bà lại mơ thấy một người thanh niên như hôm trước. Lần này bà quyết định theo dõi người trong mơ. Sáng hôm sau, Cathy cùng với chồng lái xe đi theo người hướng dẫn đến địa điểm tai nạn. Bà không có ý định leo núi mà chỉ ngồi chờ ở xe và đọc sách. Khi chồng bà đi được một đoạn, thì một tư tưởng lại đến với bà. Bà phải leo lên. Họ leo núi mất 3 giờ. Khi bà ngồi xuống bên tảng đá để lấy hơi, cúi xuống chân, bà thấy một vật gì dưới đất, trồi lên một chút, bà nhấc lên, phủi đất đi, bà nhận ra đó là chiếc nhẫn. Bà biết ngay chiếc nhẫn này thuộc về cậu thanh niên trong giấc mơ. Bà muốn biết thêm về cậu thanh niên. Bà tới đài truyền hình địa phương hỏi thêm về tai nạn hơn suốt 10 năm qua. Khi xem tấm hình, bà nhận rõ người thanh niên đó là Ronnie. Và cũng nhờ đó, bà tìm được cách liên lạc với tôi. Ít ngày sau, Cathy đến tận nhà tôi. Mở cửa ra, tôi thấy một khuôn mặt xinh đẹp, điềm tĩnh. Bà trao cho tôi chiếc nhẫn của Ronnie. Cầm chiếc nhẫn, tôi nhớ lại những kỷ niệm của Ronnie. Ngày sinh nhật, ngày lễ. Câu nói, mắt tôi tràn lệ khi tôi chào ôm Cathy. Một người mà linh hồn Ronnie, con bà, đã liên đới. Tôi biết đây là cách Ronnie tìm nói với tôi. Mẹ yên tâm về con. Đó là cách Chúa nói với tôi, là Chúa yêu tôi, quan tâm tôi với sự buồn sầu của tôi. Tôi nhớ đến Ronnie hàng ngày, vì nhiều khi muốn gặp lại Cathy, nhưng không liên lạc được. Không biết Cathy có thực hiện hay là một thiên thần với sứ vụ yêu thương. Các linh hồn muốn nói với chúng ta, hãy cầu nguyện nhiều cho họ. Vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn những người thân yêu được lên chốn nghỉ ngơi. Amen. Xin kính chào tất cả các bác, các anh chị em. Tôi cũng muốn nói về các linh hồn. Đây là một câu chuyện mà do bà Maria Silva, là một bà người Áo. Bà vừa mới qua đời cách đây mấy năm thôi. Và bà được một cái đặc ân là khi bà 25 tuổi đó, bà được Chúa cho phép các linh hồn về để xin bà cầu nguyện. Cái cảm nghiệm đầu tiên là khi đó bà đang ngủ, tỉnh dậy và thấy có một người đàn ông cứ đi qua đi lại ở trong cái phòng của bà. Cứ đi mà đong chiêu lắm. Xong bà mới hỏi ông là ai. Cái người đó cũng chẳng có nói gì hết. Xong bà hỏi tại sao lại đi vào phòng của tôi trong cái giờ đêm khuya như vậy. Thì người đàn ông đó cũng như là tỉnh bơ không nghe gì hết. Thì bà mới nhảy xuống giường, bà mới nắm cái cổ ông á, nhưng mà bà chỉ nắm vào cái không khí thôi. Tại vì người đó là một linh hồn, họ không phải là có xác thịt. Thế xong bà ngày hôm sau bà vô, bà mới gặp cha. Thì cha mới giải thích cho bà là ô nhầm sau nhớ là nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai, ông cần gì. Thì ngày hôm sau cái linh hồn đó lại trở về trong cái căn phòng của bà, đi qua đi lại thì bà biết rồi. Bà nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai và ông cần gì. Thì ông nói là ông là một linh hồn đang cần rất là nhiều lời cầu nguyện và thánh lễ để được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì bà biết như vậy rồi, thì ngày hôm sau bà đi xin lễ cho ổng. Rồi cách đó mấy ngày ổng trở về và ổng cảm ơn vì ổng đã được tội nguyện, tức là ổng được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì trong thời gian đó bà đi nói chuyện rất là nhiều, từ năm 25 tuổi cho đến khi bà chết là khoảng hơn 80 tuổi. Trong suốt 60 năm đó bà đi khắp nơi để nói chuyện về các linh hồn.
và xin mọi người hãy dâng thánh lễ làm việc hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn. Thì có một cuốn sách họ viết ra là Let Us Out Here, là hãy cho chúng tôi ra khỏi nơi này, thì tôi đã dịch ra cách đây khoảng 6 năm và tôi đã in ra thành sách rồi. Thì tất cả những chuyện nói về các linh hồn thì tôi xin được đơn cử một vài câu chuyện mà điển hình nhất. Ở trong câu chuyện nó có kể là một vị linh mục rất là thánh thiện, lớn tuổi. Ngài luôn luôn cầu nguyện bằng chuỗi mân côi và Ngài sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn mỗi ngày bao nhiêu giờ. Thì Ngài là một cái mục tiêu của các linh mục trẻ, coi như là họ chế giễu Ngài, cho Ngài là một người cuồng tín, suốt ngày chỉ cầu nguyện, không làm được cái gì, chỉ biết cầu nguyện thôi, tức là họ chỉ trích Ngài. Thì sau đó một thời gian thì tự nhiên một đêm hôm đó có hai linh mục trẻ đi qua phòng của Ngài, thì thấy phòng của Ngài vẫn còn sáng nhưng mà không đóng cửa, thì họ mới vào. Họ vào thì họ thấy Ngài bị chết rồi, mà trong người của Ngài có một cái nốt, một cái bức thư là để lại cho mọi người. Thì cái vị linh mục trẻ đó, một trong hai vị linh mục trẻ đó, đã lấy cái tờ giấy đó bỏ trong túi mà không nói với ai hết, cho đến khi mà người ta đi điều tra, người ta không biết tại sao vị linh mục lớn tuổi này chết. Thì sau đó người ta mới thắc mắc, họ cái nhà gần nhà của bà Sima, cho nên họ mời bà Sima tới để xin bà nhờ các linh hồn khi mà các ngài về với bà thì hỏi thử tại sao vị linh mục đó lại chết mà không có một dấu vết gì để lại. Thế thì bà mới hỏi một linh hồn, thì bữa đó cả một cái nhà dòng họp lại để nghe lời trả lời của linh hồn qua miệng lưỡi của bà Sima. Thì bà nói như vậy, một linh hồn về nói rằng vì vị linh mục đó quá yêu mến mọi người, yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và yêu mến mọi người và rất đẹp lòng Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ đã hiện ra với vị linh mục đó và hỏi Ngài một câu: con có muốn hy sinh để cho Satan nó giết con, bù lại thì con sẽ cứu được hàng chục ngàn linh hồn đã bán linh hồn cho Satan. Nếu mà con hy sinh chết bởi tay của Satan thì con sẽ cứu được cả mấy chục ngàn linh hồn mà đã bán linh hồn họ cho Satan. Ngài xin vâng liền và Ngài đã viết cái nốt đó, Ngài để lại. Ngài nói là Ngài đã vì vâng lời Đức Mẹ và vì muốn hy sinh cho các linh hồn cho nên Ngài chịu để cho Satan nó giết. Thì đó là lời trả lời của linh hồn nói với bà Sima, và bà Sima nói lại với mọi người trong cộng đoàn đó. Thì khi bà vừa dứt lời xong thì ở phía dưới cuối đó có một tiếng thở dài rất là lớn của một vị linh mục trẻ. Thì mọi người mới hỏi tại sao cha lại thở dài. Thì vị linh mục đó mới lên làm chứng là Ngài mới rút từ trong túi Ngài ra cái tờ giấy. Mà trong tờ giấy đó là phải là những cái bút tích của vị linh mục già nói y chang như vậy. Ngài nói là Ngài hy sinh để cho Satan nó bóp cổ Ngài cho Ngài chết, để Ngài cứu biết bao nhiêu linh hồn, vì đó là lời Đức Mẹ muốn như vậy. Đức Mẹ muốn Ngài hy sinh thì Ngài đã làm chuyện đó. Thì sau khi mà cả hai điều đó được xác nhận lại từ vị linh mục có cái nốt đó và từ bà Sima được các linh hồn trở về nói. Nói tóm lại là trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta chịu đau khổ, nếu chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và vẫn chịu đau khổ và chịu đau khổ nhiều hơn những người khác, thì đó là một ơn gọi của chúng ta. Và thay vì than van, than trách hay là phàn nàn, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng mình, dùng cá nhân mình để cứu vớt những linh hồn có thể là con cháu mình hay là dòng tộc của mình đang đi xa, đang bán linh hồn cho ma quỷ thì được ơn trở lại. Cái câu chuyện này nó đã được ghi ra và mọi người đã xác nhận là các linh hồn họ biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà bà được có cái ơn đó thì họ mới về họ nói chuyện. Thì xong trong câu chuyện nó có một câu chuyện này mà tôi nghĩ đây là một bài học luôn cho bản thân tôi và cho mọi người. Hôm đó có một cái ông đó, ông đi xe bò, ông chở củi mà ông lượm được ở trong rừng á, ông chở lên. Thì cái xe bò đó ông phải đưa lên dốc. Thì khi đưa lên dốc đó thì cái xe nó bị lật tung lên. Thì tự nhiên có bốn người thanh niên lực lưỡng tới để giúp cho ông mang những cái củi đó chất lên xe bò của ông. Thì ông mới cảm ơn bốn cái người đó. Xong bốn người đó rất là buồn. Họ nói là: thưa ông, chúng tôi là bốn linh hồn được Chúa cho lên trần gian để đền tội, mà việc chúng tôi làm giúp cho ông, mà nếu như ông á, thay vì cảm ơn chúng tôi, ông cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì những hành động giúp đỡ của chúng tôi với đối với ông, thì chúng tôi đã được lên thiên đàng rồi. Nói tóm lại là khi ai làm cho chúng ta điều gì, việc đầu tiên chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì không biết được cái linh hồn là cái linh hồn hay là người. Khi chúng ta tạ ơn Chúa về cái người đó giúp cho mình thì người đó được giải thoát. Tại vì người đó là hư vô, linh hồn là hư vô, lại là cần đến sự thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta cảm ơn cái hư vô đó thì Chúa không được vinh danh và họ không được giải thoát. Cho nên tôi lên được cái điều đó, và mỗi ngày ai cho tôi cái gì làm gì tốt, tôi tạ ơn Chúa trước, rồi cảm ơn cái người đó thứ nhì. Make sure là mình làm điều đó thì Chúa vui lòng và người đó được giải thoát. Thì trong cuộc đời có những chuyện, có những linh hồn được Chúa chúc phúc và cho họ được đền tội ngay ở trên trần gian.
Có nghĩa là sau thánh lễ chúng ta phải quỳ lại để tạ ơn Chúa. Các linh mục làm cải phải làm như vậy. Thì có những linh mục mà cha thánh Paradio nhìn thấy sau thánh lễ ngài đã chết rồi, nhưng mà ngài trở về, cha Pio thấy ngài quỳ bàn thờ, cha Pio mới hỏi tại sao cha lại về. Thì cái vị linh mục quá cố đó nói là khi tôi còn sống đó, sau thánh lễ tôi chẳng ở lại để cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, tôi đi về. Cho nên bây giờ Chúa, tôi chưa được giải thoát khỏi luyện ngục và Chúa muốn tôi trở về đến chỗ cung thánh này để quỳ xuống cảm tạ Chúa, đền những cái tội mà tôi đã sơ ý mà không có làm hồi trước. Thì nói tóm lại là có những linh hồn họ được về để họ đền tội ngay trong kiếp đời này mà chúng ta không biết họ là ai. Có khi mình tưởng là người nhưng mà họ là linh hồn. Lấy một ví dụ là bà Sima thấy một bà cụ già lắm ở trong núi, già mà xấu lắm, mà nhăn nhó suốt ngày. Thì bà mới nói, cụ ơi sao cụ già vậy mà cụ không có nhà có cửa. Thì bà cụ đó bà mới nói là tôi không có ai đón tiếp tôi hết á, cho nên tôi khổ lắm, tôi cứ phải lang thang phất phơ ở ngoài đường như vậy. Thì bà Sima bà thật tình lắm, bà nói thôi bây giờ cụ về ở với cháu đi, nhà cháu tuy nhỏ nhưng mà cháu sẽ nhường cái giường của cháu cho cụ, thì cụ sẽ được ăn một bữa trống rồi ngủ được một cái giường, rồi ngày mai nếu cụ muốn thì cụ ở nữa, còn không muốn cụ cũng đi thì cụ đi cũng được. Thì vừa nghe cái lời đó thì bà, cái linh hồn đó mừng quá, bà cụ đó bà mới nói là tôi chính là một linh hồn, mà bởi vì khi còn trẻ, khi còn sống, tôi không bao giờ welcome ai, tôi không bao giờ đón người ta vào nhà để cho người ta ở trọ hay là cho người ta một bữa cơm. Đến khi tôi chết đó tôi không có lòng bác ái, cho nên Chúa cho tôi về để đền tội. Chúa bảo là khi nào có một người nào sẵn sàng mở cửa đón tôi vào thì tôi sẽ được giải thoát. Thì lúc đó là bà được giải thoát và bà rất là mừng khi bà Sima mời bà về. Nói tóm lại, nếu chúng ta không xin lễ cho các linh hồn, không cầu nguyện cho các linh hồn, không làm bác ái để đền tội cho các linh hồn, cho dù là ông bà cha mẹ, thì đến khi chúng ta chết, điều này quan trọng này, Chúa không cho chúng ta hưởng những lễ mà người khác xin cho mình. Có nghĩa là mình không có lòng bác ái, Chúa không cho mình hưởng. Và những cái lễ mà người khác xin cho mình, con mình xin cho mình đó, Chúa sẽ cho những người khác, những người có lòng bác ái, và mình sẽ không được hưởng cái gì hết. Cho nên trong tháng 11 này, chúng ta đi thăm các linh hồn, đọc kinh cho họ, họ chúng ta cũng được những ơn xá. Rồi nếu mà chúng ta dâng lễ cho họ, họ rất là appreciate. Khi mà chúng ta chết đó, thì mình dâng lễ cho các linh hồn thì họ sẽ cầu nguyện, họ sẽ đến đón mình cùng với các thánh, đón mình để đưa mình về nơi bình an. Hồi nãy á, mình đi ngang qua cái nghĩa trang á, thì em có cảm nghiệm như thế này. Mà mình đi ngang qua nghĩa trang á, thì em cảm nghiệm được là các linh hồn ở ngay cái chỗ đó đó. Cái em nhìn kỹ, thiệt là kỹ ở ngay cái nghĩa địa đó, tự không á, hả, thấy các linh hồn đang nhảy múa. Thì đúng ngay cái thời điểm mình đọc kinh chuỗi mân côi, mình đi ngang qua đó, thì các linh hồn nhảy múa, nói là cám ơn mình, là đọc kinh để mà hả cầu cho các linh hồn. Theo em lúc đó cảm nghĩ á, mình cứ tính như vậy đi, cứ một chuỗi kinh mân côi á là một linh hồn, mà ở trong đoàn của mình có 35 người, mà 50 kinh mân côi, lấy 35 người mà nhân trên 50, cứu được 1750 linh hồn. Phần đông ở đó bao nhiêu linh hồn trong nghĩa trang đó, nếu mà các linh hồn trong nghĩa trang 1750 linh hồn đó, cứu được bao nhiêu linh hồn. Nếu mình đọc như vậy á, một ngày nào đó mình nằm xuống thì sẽ có người khác đọc cho mình. Rồi lúc mà mình đi ngang qua đó đó, họ đã nói họ chờ không biết bao lâu rồi, chờ chuyến xe bus này không biết bao lâu rồi. Đúng ngay thời điểm giờ giấc, đúng ngay giờ đó, họ chờ mình để mà mình đọc để cứu họ. Em nghĩ rằng kinh mân côi rất là quan trọng, đó là cứu tất cả các linh hồn, cho dù linh hồn đó là người ngoài, nhất là những linh hồn tổ tiên ông bà của mình. Mình nên take advantage phòng chuỗi kinh mân, cái lòng hả, lòng thương xót. Thì lòng thương xót á là cứu cho những người như mình hiện tại đang còn sống, cho dù mình phạm tội cách mấy, mà mình rơi vào lòng thương xót rồi á là mình được lên trên trời. Còn những người đó thời buổi đó chưa được lòng thương xót thì có những cái kinh mân côi đó để bù đắp lại. Bởi vậy trên đường, ví dụ mình đi làm hoặc mình đi đâu á, mình cứ lấy chuỗi mân côi ra mình đọc. Thì trước hết mình đọc cho gia đình tổ tiên ông bà mình trước, sau mình cầu cho các linh hồn. Thì mình những cái đó mình không bao giờ quên lãng vào hết. Cho nên em cảm nghĩ lúc mà mình đi xe bus này á, khi mình đi rồi đó, thì mình chạy qua nữa, các linh hồn nó dẫn theo các chuyến xe bus của mình, hành trang xe bus của mình. Nên họ bay theo. Họ bay theo, họ nói là cảm ơn tất cả những người đã cầu đọc kinh cầu nguyện cho họ. Cho nên em muốn chia sẻ không phải là em nói ra xạo, nhưng mà em nói ra vậy để cho tăng lòng tin của mọi người lên, là sự thật có sự thật. Tùy mỗi người tin hay không tin,
tùy mỗi người có hiểu được cái kinh Mân Côi hay không. Nhiều khi mình đọc cho có không tin, nói ra xạo, nhưng mà thật sự có linh hồn mình cần cầu nguyện. Thì mình cứ nghĩ rằng một kinh á, cho một linh hồn, như cha nói nếu mà kinh như vậy mình nhân cho double thì lấy 1,750 linh hồn mình nhân cho hai hoặc nhân cho triple. Cứ nghĩ vậy. Trong cái cuộc hành trình đâu phải là mình đọc một chuỗi kinh Mân Côi đâu, mình đọc at least là khoảng 3 chuỗi kinh Mân Côi. Thì xin quý vị, thì là cả cảm nghiệm của em trong cái cuộc hành trình như thế này, còn trong tương lai nữa thì Đức Mẹ ban cho em những cái điều mới ra, em sẽ xin chia sẻ. Và cái trong suốt cuộc hành trình đó, nếu mà em cảm nghĩ được cái gì, em xin chia sẻ cho tất cả các quý cô bác để và quý cha để nghe. Xin cảm ơn cô Hải. Các linh hồn không thấy được, các linh hồn mình không thấy được, nhưng mà họ, mình nghe ở trong cái tiềm thức tâm tư của mình á, mình cảm thấy được họ bay qua bay lại, họ nói với mình á, họ nói cảm ơn tất cả các phái đoàn này đã cầu nguyện cho họ, thật là xuất sắc. Khi mình cầu nguyện cho họ, ví dụ như một cái step, ví dụ như có 10 step lên trên trời, ví dụ như họ bây giờ mình cầu nguyện cho họ là họ đã skip được một step, một step rồi. Ngày nào mình cũng cầu nguyện cho họ thì một ngày nào đó họ sẽ được lên trên. Cho dù mình đó, mình chết rồi mà mình quên đi đọc kinh lòng thương xót hay chăng nữa, thì mình á hả, được xuống á hả, luyện ngục nữa, thì người khác sẽ tiếp tục, con cháu mình sẽ cầu nguyện cho mình. Thì đến linh hồn là em không bao giờ thấy được, nhưng mà em cảm nghiệm được. Mỗi người có cái sự cảm nghiệm khác nhau, nên em xin chia sẻ những cái gì em cảm nghiệm và em thấy được trong cuộc hành trình. Và sẽ Đức Mẹ nếu mà cho em nhiều cảm nghiệm em sẽ chia sẻ. Thank you, tạ ơn Chúa, chúc cùng Chúa. Tôi ở họ đạo Sân Bạc Bara, nhưng mà cũng có nhiều, có một hai người đi mình làm chứng cái điều này. Đi trên cái xe, trên cái xa lộ 260, cái đường đó lặn, có cái freeway cao như vậy nè. Cái người thợ của mình nói, cô có biết ở trên đây có ma không? Mình nói là sao có ma? Mà mình đi lên đấy cũng vào cái ngày mùa lễ Halloween này. Cái cô thợ cô nói, cô lên xe đi, cô đến đây cô sẽ thấy. Mình lên xe, trên xe mình cả thấy là 7 người. Dừng ngay cái chỗ cái stop sign đó mà trên lên dốc vậy nè, vừa ngừng tắt xe và ngừng lại, tắt máy đàng hoàng là có người đẩy lên. Mình ngồi đằng sau mình nghe cái tiếng chân đập pịt. Mình mới nhớ là mẹ mình có nói với các cha có giảng, khi nào thấy như vậy thì mình hãy đọc kinh rồi mình nhân danh Chúa Giêsu. Tôi hỏi linh hồn là ai cho tôi biết cần gì. Tôi là người Việt, tôi không biết nói tiếng được tiếng Anh nhiều, cho tôi biết để cầu nguyện cho linh hồn. Thì cái cảm nghiệm của mình lúc đó, không ngay lúc đó mình nói với mấy người làm với mình á, thôi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn, cho linh hồn mà đã đẩy xe cho mình như vậy nè, đẩy cái xe hơi. Tại vì người ta nói là ngưng lại sẽ đẩy như vậy, mà nghe mình nghe cái tiếng đập cái chân á, bước mà thở rất là mệt. Mình đi lần đầu mình không bị nhức đầu, lần thứ hai, lần thứ ba mình đến đấy là mình bị nhức đầu. Mình mới nói con xin lỗi, bây giờ con không biết là con đã có lỗi gì, nhưng mà con muốn để cho những người theo đây để biết rằng điều này có thật, các linh hồn cần mình cầu nguyện. Như vậy lần đó thì suốt một tháng đó mình nói với tất cả mọi người ở trong cái tiệm của mình đó, ráng cầu nguyện đi. Như vậy mình cầu nguyện như vậy trong một tháng đó cầu nguyện, thì lần sau đến á, mình đến là ai đến cũng không có xe như vậy nữa, không đau đầu nữa. Cảm ơn chị đây nè.